chương 4500, thắng. Lăng Hàn đứng chắp tay, hắn làm như không thấy. Hắn cảm thấy buồn giàu, có lẽ chiến thần cung không hiểu về hắn, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn của đinh nhất. Hắn có thể thi triển đồ thần thuật, đây là tiên thuật không ai biết, thiên hoa bảo thuật cũng có thể. Trước kia hắn dùng danh nghĩa đinh nhất học được, nhưng hắn không thể thi triển yêu hầu quyền, năng lực trận pháp cũng không được, đây đều là ấn ký đặc thù của Lăng Hàn. Hỗn độn tiên đan cũng không được, hỗn độn cực lôi tháp càng không thể dùng, ai, hạn chế thiệt nhiều. Ngay thời điểm lăng hàn buồn rầu, Mạc Vân đã bước tới, hắn buông kiếm xuống, máu tươi chảy đầy đất. Hắn không thích nói chuyện, nếu đổi thành người khác sẽ nói vài câu bày tỏ cảm giác yêu Việt. Nhưng Mạc Vân chỉ nhìn lăng hàn, sát ý trong mắt hóa thành thực chất. Xoát, hắn ra tay, một kiếm chém xuống như tấm lụa bằng máu. Lăng hàn ra tay ngăn cản một kiếm kia, kiếm quang xẹt qua hai bên lăng hàn, tự nhiên không thể đả thương lăng hàn. Ngoá, nhìn thấy cảnh này, từ mã đông há to mồm, sau đó hắn lâm vào tuyệt vọng. Hắn vốn muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng, đoạt xuất thủ chém giết lăng hàn trước Mạc Vân, như vậy, mặc kệ Mạc Vân mạnh hơn nữa cũng phải chết dưới quy tắc. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ, lăng hàn còn mạnh như vậy. Lần này xong đời rồi, bất kể là lăng hàn và Mạc Vân ai có thể thắng cuối cùng, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sáu tổ khác đã khai chiến, mỗi người đều phấn đấu vì tính mạng của mình, Tự nhiên không rảnh đi quan sát Lăng Hàn và Mạc Vân chiến đấu, bởi vậy không ai sợ hãi. Mạc Vân kinh ngạc, hắn khó hiểu vì sao Lăng Hàn có thể ngăn cản một kiếm của mình. Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục cầm kiếm chém tới. Lăng Hàn rất vị ý, hắn hóa giải công kích của Mạc Vân lần nữa. "Ngươi rất mạnh." Mạc Vân lên tiếng, Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng, Mạc Vân giết người thành thánh, cực kỳ tàn nhẫn, Lăng Hàn không cần hắn khen. Cho nên, giết đi là được, ta càng muốn giết ngươi. Mạc Vân lại nói, hắn cầm kiếm lên đặt bên môi, sau đó thẻ lưỡi liếm máu trên đó. Người phải có thực lực như vậy mới được, cứ phóng ngựa tới đi. Lăng Hàn nói ra, sát, Mạc Vân sông lên, máu tươi bao phủ thân thể của hắn, hắn như hóa thành huyết ma, ngay cả tóc cũng biến thành màu đỏ, dáng vẻ của hắn cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn thi triển đồ thần thuật đối kháng Mạc Vân, Mạc Vân rất mạnh, chiến lực khoảng nhị thập trọng thiên, đủ để bài danh top 100 tinh võng, khó trách Hàn Duyệt, Tư mã đông liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng lực lượng nguyên thủy của lăng hàn cao tới thập bát trọng thiên, sau khi thi triển đồ thần thuật đã tăng lên nhị thập nhất trọng thiên. Đừng nhìn chỉ có một trọng thiên áp chế, nhưng cao thủ so chiêu, kém một trọng thiên đủ để thay đổi nhiều thứ. Mạc Vân đã lâm vào hạ phong, hắn bị lăng hàn áp chế và lâm vào hoàn cảnh xấu. Đương nhiên lăng hàn còn giữ lại thực lực, hắn không có thi triển sát khí trùng kích, không có sử dụng hỗn độn tiên đan, nếu không, Mạc Vân đã sớm bị hắn tiêu diệt. Vạn Hà cảm thán, trên thực tế hắn càng xem trọng Mạc Vân, bởi vì Mạc Vân có sát tính thích hợp làm sát thủ, mà Lăng Hàn chính là khảo nghiệm của hắn dành cho Mạc Vân. Đáng tiếc là, Mạc Vân không có thể vượt qua kiểm tra. Mạc Vân giống to, tiếng giống của hắn như hóa thành thực chất. Nhưng tiếng giống không thể ảnh hưởng tới cuộc chiến. Mạc Vân vươn tay đánh vào cột sống của mình, sau đó dụng lực co lại, phốc, máu tươi bắn tung hắn rút xương cột sống của mình ra và nắm trong tay, nó như cây roi dính đầy máu tươi. Quỷ dị chính là, vết thương của hắn khép lại, hắn có thể rút cột sống của mình mà thân thể không sụp đổ. Dưỡng cốt thuật, Vạn Hà hưng phấn nói ra, kỳ thật dưỡng cốt thuật rất đơn giản, đó chính là rút xương cốt của một tên cường giả cắm vào trong cơ thể của mình, như vậy chính mình sẽ có kinh nghiệm võ đạo và truyền thừa của cường giả. Bình thường, chỉ có cường giả trước khi chết mới làm như thế, hơn nữa đều dùng lên người thân nhất, nếu không huyết mạch bài xích, xương cốt cắm vào sẽ hoại tử. Hơn nữa, đầu lâu, xương cột sống là tốt nhất có khả năng truyền thừa toàn bộ trí nhớ thời khắc mấu chốt xương cốt của cường giả có thể dùng như pháp khí dù sao xương cốt đến từ cường giả hơn nữa huyết mạch tương thông ân cần săn sóc nhiều năm sẽ phát huy ra uy lực kinh người có thể xoay người hay không vạn hà vô cùng chờ mong chết đi mạc phân huy động cây roi đánh tới máu tươi đang thiêu đốt nên uy lực một kích này vô cùng đáng sợ chiến lực của hắn tăng lên ít nhất ba trọng thiên việc này khó giải quyết lăng hàn thi triển thân pháp dùng trốn tránh làm chủ hắn nhíu mày, nếu có thể dùng toàn bộ chiến lực, vậy hắn sẽ không sợ, hắn lật tay là có thể trấn áp đối thủ. Nhưng bây giờ hắn không thể thi triển quá nhiều năng lực, hắn làm sao đánh bại đối thủ bây giờ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể vừa tránh vừa suy nghĩ. Mạc Vân chiếm cứ thế thượng phong, chẳng những sĩ khí tăng nhiều, sát ý còn tăng vọt, hắn như hóa thành sát thần thật sự. Lăng Hàn mở đồng thuật, hắn nắm lấy nhược điểm công kích và tránh né. Đồng thuật lại không thể đền bù tranh lệch chiến lực hai trọng thiên, nếu không phải Lăng Hàn còn có Hỗn Độn Tiên Đan có thể hóa giải lực lượng công kích, tình huống của hắn hiện tại rất không xong. Lăng Hàn không gấp, nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng Vạn Hà sẽ sinh nghi, bị chiến lực hai trọng thiên áp chế, người trọi cứng thế nào? Cho nên, tất nhiên tốc chiến tốc thắng. Tốt, Lăng Hàn cố ý bại lui, Mạc Vân xông lên chém giết, tâm niệm của hắn hơi động, sát khí trùng kích bộc phát. Đây là công kích thần thức vô tung vô ảnh, nó đâm thẳng vào thức hải của Mạc Vân. Lập tức Mạc Vân lộ ra vẻ thống khổ, không chờ hắn lên tiếng, Lăng Hàn đã xuất quyền đánh vào đầu Mạc Vân. Phốc, Mạc Vân không có lực phản kháng, hắn bị Lăng Hàn đánh nổ đầu. Này, vạn hà ngây người, không phải Mạc Vân chiếm hết thượng phong sao? Tại sao bị Lăng Hàn nắm lấy sơ hở và đánh một kích chí mạng, cục diện đảo ngược quá nhanh, kẻ bị giết không phải Lăng Hàn, mà là Mạc Vân. Thi thể không đầu của Mạc Vân nằm tại đó, máu tươi chảy dài, đây là sự thật không thay đổi. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo khó hiểu, hắn không nhận ra Lăng Hàn dùng phương thức gì nghịch chuyển. Hắn đánh xuống một trường, ba 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 ba, toàn bộ thức hải của mọi người vỡ nát, cho dù là tư mã đông cũng không tránh được một kiếp, ba, đầu của hắn rủ xuống, trong mắt vẫn còn mang theo ngạc nhiên. Hiện tại nơi này chỉ có một mình Lăng Hàn còn sống. chương 4501, huyết tháp, người làm sao giết chết Mạc Vân, vạn hà hỏi, hắn tràn ngập hiếu kỳ, Lăng Hàn nhìn thi thể đầy đất, trong nội tâm dùng mình sắc mặt hắn lạnh nhạt nói thực lực của ta mạnh hơn hắn cho nên ta giết hắn vạn hà không hài lòng với đáp án này hắn lắc đầu mạc phân cuối cùng vận dụng tiên cốt của cường giả chiến lược ít nhất cao hơn ngươi hai trọng thiên làm sao có thể bị ngươi giết chết lang hàn mỉm cười bởi vì ta là đinh nhất đinh nhất vạn hà giật mình sau đó hắn tìm kiếm cái tên này hắn lại giật mình thì ra tiểu tử này chính là đinh nhất đinh nhất là ai hắn nhất chiến thành danh trong thiên kiêu hội tại Đông Lâm đế tộc, cho dù Phó Hỏa Dương là thiên kiêu đế tộc cũng bị đánh bại, từ đó trở thành thiên kiêu trói mắt trong Tây Thiên Vực. Thật không nghĩ tới, chiến thần cung tung lưới gơm thiên tài lại bắt được con cá lớn. Lần này lời lớn, có nội tình rất tốt, chỉ cần bồi dưỡng một phen sẽ trở thành sát thủ vương. Lăng Hàn vẫn không trả lời, Vạn Hà lại không hỏi chuyện Mạc Vân tử vong. Đinh nhất, chỉ cần cái tên này là đủ, rất tốt, người chiến thắng tất cả mọi người, trở thành hạt giống sát thủ vương vạn hà nói ra ta hy vọng ngươi có thể trở thành sát thủ vương kế tiếp lăng hàn thở ra một hơi nếu như ngươi biết ta chính là lăng hàn ngươi sẽ không bồi dưỡng ta thành sát thủ vương mà là muốn giết ta ngay lập tức cái gì là sát thủ vương hắn thừa cơ hỏi hắn muốn hiểu thêm về chiến thần cung hạt giống sát thủ vương tương đương với đạo tử của chiến thần cung vạn hà nói mà sát thủ vương chính là trưởng khống giả của chiến thần cung vừa nói như vậy lăng hàn hiểu ra khó trách cạnh tranh tàn khốc như thế gần 800 người, hơn nữa đều là thiên tài, nhưng cuối cùng chỉ chọn ra một người sống sót duy nhất. Bởi vì chiến thần cung không chọn đệ tử bình thường, bọn họ lựa chọn trưởng khống giả tương lai. Vì cái gì không bồi dưỡng những kẻ bị đào thải thành đệ tử bình thường, trực tiếp giết chết có lãng phí hay không? Suy nghĩ lại cũng rất đơn giản, bởi vì phần lớn những người này đều có sư thừa, khó tránh khỏi sẽ có nhị tâm, còn kém xa hài tử bị tẩy não và bồi dưỡng từ nhỏ. Nhưng vì cái gì lại chọn lựa hạt giống sát thủ vương? bởi vì bọn họ bồi dưỡng đệ tử đủ ưu tú nếu so sánh kẻ này với thiên tài trong tinh không người mạnh hơn kẻ đó rất nhiều mặt khác bọn họ đang chọn đạo tử cho thánh địa kẻ đó phải là thiên tài kinh thiên động địa cho nên chiến thần cung vô cùng tin tưởng cho rằng dù cho chọn dùng loại biện pháp này kẻ sống sót cuối cùng sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập chiến thần cung đi theo ta vạn hà nói ra hắn chắp tay đi về phía trước lăng hàn theo phía sau hắn không nghĩ đi song song với đối phương Bọn họ đi một lúc, phía trước xuất hiện bức tường không khí, rõ ràng có con đường nhưng không thể vượt qua. Vạn Hà vươn tay ấn một cái, có ký hiệu tỏa sáng, sau đó hắn tiến lên phía trước. Bức tường không khí biến mất, Lăng Hàn vội vàng đuổi theo, hắn ghi nhớ ký hiệu của Vạn Hà. Đối phương tuyệt đối không ngờ hắn lại là trận đạo tông sư. Sau khi đi một lúc, phía trước xuất hiện kiến trúc rất bình thường, giống như chỗ ở của phàm nhân. Nhưng đây chính là địa bàn của Chiến Thần Cung, một tổ chức sát thủ như thế nào không nghĩ tới sao vạn hà cười nói lang hàn gật đầu đúng là không nghĩ tới nhìn nó giống như thôn xóm tầm thường vạn hà tươi cười đắc ý nói sát thủ hợp cách trước khi ra tay hắn phải như một người bình thường không được làm bất cứ kẻ nào chú ý lang hàn không ủng hộ cách nói này hắn rất chán ghét hành vi đánh lén nếu đánh nhau phải đánh chính diện như thế mới thống khoái đương nhiên thực lực không bằng mà dám xông lên là ngu xuẩn chịu chết và dũng cảm là hai chuyện khác nhau Lão vạn, đây là hạt giống sinh đan cảnh. Một người đi trong thôn ra ngoài, ánh mắt nhìn lăng hàn, sau đó hỏi vạn hà. Vạn hà gật đầu, sau đó thần thần bí bí nói. Người đoán hắn là ai? Nói nhảm, ta làm sao đoán được? Người nọ lập tức lắc đầu, tinh không to lớn như thế, hắn làm sao biết một tiểu bối sinh đan cảnh? Vạn hà cười to, người nhất định nghe qua tên của hắn. Người nọ khẽ giật mình, xem dáng vẻ tự tin của vạn hà, hắn nói. Không phải là lăng hàn chứ? Sách, đúng là chuẩn làm sao có thể vạn hà lắc đầu nói làm gì có chuyện trùng hợp nhất thế đúng là trùng hợp đấy vậy là ai người nọ cũng không muốn đoán đinh nhất vạn hà nói ra đáp án lúc này người nọ kinh ngạc hắn nhìn thẳng vào lăng hàn hỏi ngươi là đinh nhất hắn còn phải xác nhận một phen lăng hàn gật đầu ta là đinh nhất ha ha đúng là nhặt được bảo người nọ cười lớn nói nói không chừng đây mới là hạt giống mạnh nhất sát thủ vương tương lai ân vạn hà gật gật đầu lăng hàn đã hiểu vì cái gì chiến thần cung luôn luôn có sát thánh tỏa trấn bởi vì bọn họ nhiều đời cướp đoạt thiên tài trong tinh không bản thân thánh nhân có tuổi thọ trăm vạn năm trong kỳ hạn tính mạng của mình bọn họ có thể bồi dưỡng ra vài truyền nhân mấy tổ khác có hạt giống tốt không vạn hà hỏi không có tổ của ngươi nhanh nhất ngươi nọ lắc đầu vậy thì tốt ta sẽ đi an bài nơi ở của tiểu tử này vạn hà nói hắn dẫn lăng hàn đi vào trong thôn phân phối một gian phòng bình thường nơi này còn có một hoa viên nhỏ, Lăng Hàn sẽ ở lại đây vài ngày, sau khi an bài xong, hắn rời đi. Không sợ Lăng Hàn đào tẩu sao? Đúng là không sợ, sinh đan cảnh không thể dùng thân xuyên qua tinh không, cho người một ngàn năm cũng khó tới gần một tinh thể, dùng truyền tống trận. Thủ vệ của chiến thần cung xâm nghiêm, cho nên điều kiện tiến vào truyền tống trận rất hà khắc. Mấu chốt là, Lăng Hàn không muốn đi, nếu đã ngoài ý muốn tiến vào trong chiến thần cung, hắn cũng muốn tìm hiểu nhiều một chút không phải các người muốn giết ta sao, ta sẽ truyền tư liệu của các ngươi ra khắp tinh không, hợp lực các thế lực trong tinh không tiêu diệt các ngươi. Mấy ngày nay, Lăng Hàn liên tục tu luyện, hoàn toàn không có ý chạy trốn. Bảy ngày sau, Vạn Hà lại tới đây, đi theo ta, hắn không nói nhảm cái gì, Lăng Hàn đi theo hắn rời đi, lần này hắn đi tới một tòa tháp cao. Tòa tháp này có màu máu, nó có tất cả 33 tầng. Không chỉ Lăng Hàn, nơi này còn có 3 người trẻ tuổi, theo thứ tự là hai nam một nữ, hai gã nam tử theo thứ tự là Trúc Cơ và Chú Đình, mà nữ lại là chân ngã cảnh, dung mạo cực đẹp, dáng người thức tha. Chúc mừng các người trở thành hạt giống lần này. Vạn Hà nói ra, kế tiếp, các ngươi phải cạnh tranh danh hiệu sát thủ vương. Đây là danh xưng duy nhất, mỗi một thời đại chỉ có một sát thủ vương. Trước các ngươi còn có 27 hạt giống. a à, hiện tại hẳn là 26, vừa mới chết một. Vạn Hà dừng một chút, hắn chỉ vào huyết tháp sau lưng. Đây là tháp truyền thừa của Chiến Thần cung, những hạt giống các ngươi, nếu có một người lên được tầng 33, kẻ đó sẽ kế nhiệm sát thủ vương, mà những người khác. Toàn bộ sử tử, chương 4502, Chiến Thần tam thức. Áp lực thật lớn, cạnh tranh rất kịch liệt, một người trở thành sát thánh, tất cả người khác đều bị xử tử. Nàng kia mở miệng, hỏi, "Tiên bối, không biết người có tiến độ nhanh nhất đạt tới tầng mấy?" Câu này rất mấu chốt, kể cả Lăng Hàn cũng nhìn về phía Vạn Hà. Vạn Hà dừng một chút, nói, người nhanh nhất đã đạt tới tầng 30. Khốn kiếp, bốn người lăng hàn cao mày, bọn họ ăn thiệt thòi, bởi vì tranh lệch quá lớn. Tiền bối, việc này không công bằng. Nam tử chú đỉnh nói ra, Vạn Hà cười lạnh, thế giới này vốn không có công bình, chỉ có dựa vào mình cố gắng cải biến tất cả. Tiền bối, hiện tại có thể tiến vào truyền thừa tháp không? Nữ tử chân ngã cảnh hỏi, Vạn Hà nhoẻn miệng cười, đây mới là thái độ chính xác, đương nhiên có thể, các người tùy thời có thể xông vào huyết tháp ở chỗ này nghiêm cấm các người tự giết lẫn nhau nếu không sẽ xử tử ân các người nên tự giới thiệu trước trong thời gian rất lâu sau đó các người chính là đối thủ cạnh tranh cũng là đồng bọn cùng chung chí hướng sẽ cùng làm nhiệm vụ với nhau bốn người đều báo tên của mình nam tử trúc cơ cảnh tên là trần binh nam tử chú đỉnh cảnh tên là triệu tiêu nữ tử chân ngã cảnh tên là chu yên vạn hà nhanh chóng rời đi hắn lưu lại bốn người xem ra nơi này không còn kiềm chế, cũng chỉ có cạnh tranh tàn khốc. Nhưng cho dù như thế, đám người này sẽ hết hy vọng tiến vào chiến thần cung hay sao? Lăng Hàn nhìn vào huyết tháp, chẳng lẽ bên trong có huyền diệu? Chu Yên tiến vào trong huyết tháp, Trần Binh và Triệu Tiêu do dự một lúc, hai người vội vàng theo sau. Lăng Hàn cũng không gấp, hắn đi quanh huyết tháp một vòng, hắn phát hiện tòa tháp này không đơn giản, chẳng những bản thân là một kiện pháp khí cường đại, hơn nữa còn là hạch tâm của trận pháp. Hắn lại đi vào trong tháp, rốt cuộc cũng phải đối mặt. Sau khi đi vào cửa tháp, Lăng Hàn như bước vào thế giới khác, nơi này tràn ngập giết chóc. Phốc phốc phốc, vô số máu tươi bắn tung tóe, đầu của một người rơi xuống đất, chẳng những có thành niên, còn có tiểu hài tử, thậm chí hài nhi, tất cả đều bị phanh ngược mổ bụng, cảnh tượng rất huyết tinh. Loại đồ sát như thế sẽ làm người ta phát điên, thần kinh của Lăng Hàn rất cứng cỏi, hắn đi từ nguyên thế giới tới nơi này, ngay cả thế giới sụp đổ cũng nhìn thấy qua hắn sẽ bị những hình ảnh này làm phân tâm hắn tỉnh táo quan sát nắm bắt từng chi tiết tỉ mỉ rất nhanh hắn phát hiện những máu tươi bắn tung tóe có ký hiệu những ký hiệu này đều có màu đỏ thấm giống máu tươi cho nên nếu không cẩn thận quan sát sẽ không phát hiện lang hàn bắt lấy những ký hiệu này đồng thời cũng không thể tránh né hấp thu hình ảnh đồ sát hắn giật mình thì ra chiến thần cung tẩy não như vậy muốn bắt những ký hiệu này thì phải xem hình ảnh đồ sát xem càng lâu càng ảnh hưởng tâm trí thậm chí ảnh hưởng tới tính cách. Đương nhiên, khẳng định cần thời gian rất lâu, nhưng huyết tháp có tới 33 tầng. Còn có cái gì? Những người nơi đây đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên mỗi người đều có áp lực cực lớn, bởi vì một khi có người trèo lên đỉnh, những người khác sẽ chết. Từ đó có ý nghĩa phải ở nơi này thời gian dài, như vậy mưa dầm thấm đất, tâm tính sẽ bị ảnh hưởng, tính cách dần dần vặn vẹo cũng không kỳ quái. Hơn nữa, hình ảnh trong tầng thứ nhất chỉ là chút lòng thành, các tầng kế tiếp sẽ tăng lên rất nhiều tóm lại, nhất định phỉa biến người bình thường thành sát nhân cuồng. Lăng Hàn thở sâu, nếu như chỉ là như thế, hắn tin tưởng lực khống chế của chính mình sẽ giúp bản tâm không thay đổi. Tốt, vậy thì đấu pháp đi. Lăng Hàn rút ra tất cả ký hiệu, sau đó tiến hành phân tích trong thức hải. Một lúc sau, hắn rất kinh ngạc. Đây là thức thứ nhất của chiến thần tam thức, hơn nữa còn phức tạp hơn những gì hắn học. Chiến thần tam thức chân chính. Không tệ, không tệ, chiến thần cung rất hào phóng, vừa vào đã tặng thánh thuật. Lăng Hàn cười cười, dù sao bọn họ không thể rời khỏi chiến thần cung, hơn nữa, cuối cùng chỉ có một người có thể trở thành sát thủ vương, những người khác phải chết, truyền cho bọn họ thì thế nào. Hắn bắt đầu diễn luyện, một lần lại một lần, sau khi hắn nắm giữ thức thứ nhất, một cánh cửa xuất hiện trước mặt hắn, hắn có thể đi lên tầng thứ hai. Hắn thông qua tầng thứ nhất, Lăng Hàn cười cười, hắn cũng không có nhìn thấy ba người chu yên, cho nên bọn họ nhất định đã tiến vào không gian độc lập. Trước kia hắn phát hiện, bản thân huyết tháp chính là một kiện bảo khí. Lăng Hàn đi lên bậc thang, hắn nhanh chóng đi tới tầng thứ hai. Xoát, một đạo kiếm khí ác liệt chém tới. Lăng Hàn kinh ngạc, vội vàng tránh sang một bên, sau đó hắn phát hiện người ra tay là tiểu hài tử, nhìn tiểu hài tử rất ngây thơ, sau khi thất bại liền tấn công tới tắp, chiêu chiêu lăng lệ ác liệt. Thực sự rất khó tưởng tượng một tiểu hài tử có tu vi cao như thế, từ đó gây áp lực cho Lăng Hàn, bởi vì tiểu hài tử có chiến lực nhị thập trọng thiên, nhưng một tiểu hài tử năm sáu tuổi có thể mạnh như vậy sao hắn lập tức ý thức được đây không phải chân thân là trận pháp biến hóa thành lăng hàn phát động đồng thuật xem xét quả nhiên hắn không có phát hiện tinh khí tánh mạng chỉ có một đám khí vẩn đục đã không phải chân nhân lăng hàn không cần cố kỵ hắn ra tay cường thế đánh chết tiểu hài tử quỷ dị là tiểu hài này đã chết nhưng không biến mất mà chân thân nằm tại đó có máu tươi chảy ra thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu là máu thật, chiến thần cung thật biến thái, vì vặn vẹo tâm lý đã bất chấp thủ đoạn. Lăng Hàn đi vòng quanh bốn phía, hắn không phát hiện cơ quan đi tầng 3. Xảy ra chuyện gì, không có cơ quan. Đúng, hắn ở tầng thứ nhất học được chiến thần thức thứ nhất, khi đó hắn thuận lợi tiến lên, có lẽ ở nơi này hắn học được chiến thần thức thứ hai. Hắn quan sát cẩn thận, hắn không phát hiện đầu mối. Chẳng lẽ, ánh mắt Lăng Hàn nhìn thi thể trên mặt đất, rõ ràng là huyễn hóa ra, sau khi bị đánh bại không biến mất mà còn nằm tại đó. Khốn kiếp, chẳng lẽ biến thái như vậy sao? Lăng Hàn giật mình, hắn nhìn sang tiểu hài tử do trận pháp huyễn hóa kia, đích thân giết tiểu hài tử đã đủ tàn nhẫn, nhưng hiện tại, mấu chốt chiến thần thức thứ hai có khả năng nằm trong thi thể này. Còn phải tách rời thi thể, tuy đây là giả, nhưng Lăng Hàn có cảm giác buồn nôn, thật không thoải mái. Nhưng Lăng Hàn vẫn bảo vệ bản thân, hắn bắt đầu giải phẫu thi thể. Chương 4503, Quỷ ảnh bộ. Lăng Hàn cảm thấy tàn nhẫn nhưng không thể không làm, không học được chiến thần thức thứ hai, hiển nhiên hắn không có khả năng đi tới tầng 3. Bởi vậy, hắn áp chế tất cả cảm xúc, tự nói với mình, đây cũng không phải là thi thể thật, mà là trận pháp biến ảo thành. Nhưng thi thể này rất chân thực, hoàn toàn không khác gì người thật. Lăng Hàn âm thầm niệm lục tử minh vương chú, linh đài không linh, siêu nhiên tất cả. Sau khi phanh thây thi thể, rốt cục Lăng Hàn lại phát hiện ký hiệu. Có trên xương cố, trên nội tạng có trên mạch máu, tóm lại, lang Hàn nhất định phải phanh thây thi thể này ra mới có thể đạt được ký hiệu nguyên vẹn. Có thể nói, cửa ải này cũng không khó, chỉ cần hơi có thực lực, hơn nữa tâm địa ngoan độc là được. Cho nên, mấy cửa ải trước không phải rèn luyện hạt giống, mà là dùng để ma luyện tâm tính của bọn họ, từng bước biến thành lãnh huyết và dọa lạc vào ma đạo. Lăng Hàn vận chuyển thiên đạo hỏa, thi thể biến thành cho tàn. Hắn bắt đầu tổ hợp những ký hiệu này, hắn có ngộ tính cao minh, chỉ cần dùng nửa ngày là có thể hiểu ra toàn bộ lang hàn bắt đầu diễn luyện quả nhiên là chiến thần thức thứ hai hơn nữa còn phức tạp hơn rất nhiều có thể xem đây là chính phẩm hắn cứ diễn luyện một cánh cửa vô thanh vô tức địa mở ra hắn có thể đi tầng thứ ba lang hàn bước đi lúc này không có người nào tấn công hắn chỉ thấy trên mặt đất có 10 lão nhân đang ngồi tất cả gầy da bọc xương trừ những người này ra không còn thứ gì khác này ra tay với lão nhân không có tu vi và vũ khí chiến thần cung a à, chiến thần cung hắn biết đây là tổ chức sát thủ lãnh khốc vô tình nhưng không có nghĩ tới vì huấn luyện nhân vật mới lại dùng cách làm như vậy hiển nhiên ký hiệu chiến thần thức thứ ba đang nằm trên người những lão nhân này nó cũng giống như tầng thứ hai quá tàn nhẫn quá biến thái lang hàn cao mày cho dù hắn biết rõ là trận pháp biến thành nhưng lại cảm thấy không thoải mái hơn nữa đằng sau còn có biện pháp biến thái hơn đang chờ hắn sốt cuộc chiến thần cung làm sao phán đoán hạt giống có bị ảnh hưởng hay không ta cưỡng ép chân áp cảm xúc mặt trái, vẫn bảo trì thanh tỉnh như vậy, nói không chừng sẽ bị người khác phát hiện. Dù sao, bọn họ một đời một thế đều ở nơi này, ta mới là tân thủ. Cho nên, muốn lừa dối phải nghĩ biện pháp khác, ô, không bằng ta sáng tạo ý thức thứ hai, cho ý thức này nhập ma vượt qua kiểm tra, sau này ta lại chèm ý thức này đi. Đôi mắt lăng hàn sáng ngời, thật ra đây là một môn bí pháp tu luyện của Phật tộc, gọi là chảm ác niệm hoặc là chảm tâm ma, người ta sinh ra ác ma trong lòng, sau đó sinh ra ác nghiệp, từ đó mới có thể chẳng, mà Lăng Hàn không có tâm ma, mà là hắn chế tạo ra. Đây cũng là một lần ma luyện, sau khi chém tâm ma, ý chí của ta sẽ mạnh hơn trước. Tốt, Lăng Hàn thu hồi ý niệm vào sâu trong hỗn độn tiên đan, lợi dụng lực lượng tiên đan áp chế thân thể, đồng thời hắn lưu lại một đạo thần niệm và ký ức tầng thứ nhất và thứ hai. Sau đó thần thức nhập chủ thức hải Lăng Hàn, hắn mở mắt ra, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn hoàn toàn biến thành người khác, trên mặt không chút cảm xúc, chỉ còn lại lãnh khốc và giết chóc. Lăng Hàn không chút do dự ra tay, ba ba ba, 10 tên lão giả đều bị hắn giết, hắn rút gân lột ra, siêu tầm ký hiệu, sau đó bắt đầu tu luyện. Chiến thần đệ tam thức, được, tầng thứ tư mở ra, Lăng Hàn mất đi tình cảm, hắn như ma đầu đại khai sát giới, hắn không còn do dự gì. Chiến thần thức thứ tư, thức thứ năm, sau khi Lăng Hàn giết đến tầng thứ 9, hắn cũng học được thánh thuật chính thức. Sau khi tiến vào tầng thứ 10, Tuy khó tránh giết chóc nhưng cũng không có học được chiến thần thức thứ 10, mà là bí pháp ẩn nấp thân thể. Thứ này gọi là quỷ ảnh bộ. Sau khi vận dụng bí pháp này, hắn sẽ trốn vào trong cái bóng, cho dù mặt đối mặt, người cũng không cách nào phát hiện phía trước còn có một người, kẻ này sẽ đột nhiên công kích, cho nên người phải chết. Nếu như lúc trước là sát thủ cấp độ hạt giống bị ám sát lang hàn, chỉ dựa vào quỷ ảnh bộ cũng đủ làm lang hàn ăn đau khổ. Tầng thứ người có quỷ ảnh bộ cũng không được đầy đủ. Lăng Hàn phải lên tầng 11 mới học thêm một bộ phận, tới tầng 12 cũng học thêm một bộ phận, mãi cho đến tầng thứ 16 hắn mới chính thức nắm giữ quỷ ảnh bộ. Tính toán thời gian, việc này đã qua nhiều tháng. Mặc dù Lăng Hàn có cảm giác đói khát nhưng chỉ cần bước vào thiên đồ, chỉ cần hấp thu năng lượng thiên địa là có thể không chết đói chết khát. Hiện tại ý chí của hắn không còn ham muốn ăn uống cho nên hắn không chút do dự giết đến tầng thứ 17. Một lão giả tóc bạc ngồi dưới đất giống như một pho tượng đá, không có một chút khí thức sinh mệnh nào. Lang Hàn không chút khách khí, hắn thi triển quỷ ảnh bộ tới sau lưng lão giả. Sau đó hắn vận dụng chiến thần thức thức chín tấn công lão giả. Tốt cho tiểu tử ngươi. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, hắn không quay đầu lại và xuất ra một trường. Bành, Lang Hàn bị đánh lăn dưới đất, sau khi đụng vào vách tường mới dừng lại. Nhưng hắn lại thi triển quỷ ảnh bộ nấp vào cái bóng. Ha ha! Khoe khoang quỷ ảnh bộ trước mặt lão phu, quả thực buồn cười. Lão già tóc bạc cười nói, hắn đứng lên và tỏa ra tinh khí tính mạng cường đại. Quá kinh khủng, hắn như bếp lò thiêu đốt hừng hực. Trong mấy tháng ngắn ngủi đã đạt tới mức này, lại chỉ là sinh đan trung kỳ, thật sự không dễ dàng. Lão phu rất coi trọng ngươi. Đúng lúc này, Lăng Hàn đã nhảy ra khỏi cái bóng và đấm một quyền vào người lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc ra tay, hắn dễ dàng bắt lấy cổ tay Lăng Hàn, không cho hắn tiến thêm chút nào. Nhưng trong trạng thái hiện tại, Lăng Hàn chỉ có bản năng giết chóc, hắn xuất thêm một quyền tấn công lão già. Lão già vươn tay bắt lấy cổ tay Lăng Hàn, lăng hàn đá hai cước về phía trước hí lão giả khiếp sợ dục vọng chiến đấu quá mạnh liệt hắn thật sự quá mạnh đầu hất lên mấy cọng tóc bay ra quấn lấy tay lăng hàn lăng hàn há mồm phun canh kim kiếm khí ra ngoài ồ lão giả không nghĩ tới lăng hàn còn có chiêu này nhưng thực lực của hắn quá siêu phàm tâm niệm vừa động đã tạo thành bình chướng bí lực hơn nữa dễ dàng ngăn cản một kích của lăng hàn hào tiểu tử quả thực chính là sát thủ trời sinh lão giả vô cùng tán thưởng Ngươi chính là đinh nhất sao? Sinh đan trung kỳ lại có thực lực thập bát trọng thiên, nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có đế tử mới làm được. Tốt, 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 Lăng Hàn thanh tỉnh vài phần nhưng sát ý vẫn không giảm, hiện tại ý thức thân thể bị một sát thần khống chế. Ngươi là ai? Hắn nói với giọng khàn khàn, chương 4504, phá hư quy củ. Lão già tóc bạc cười nhạt một tiếng, lão phu phó thiên nghĩa, chính là giáo đầu của các ngươi. Dứt lời, hắn buông trói buộc Lăng Hàn, Lang Hàn ôm quyền, Phó Đại Nhân, Phó Thiên Nghĩa gật gật đầu, bắt đầu từ cửa ải này, ngươi sẽ đối mặt với Lão Phu, tầng này Lão Phu chiến lược có chân ngã cảnh sơ kỳ, sau đó sẽ tăng dần lên. Tuy lăng hàn yêu nghiệt nhưng hiện tại không có khả năng địch nổi chân ngã cảnh. Ngươi rất không tồi, chỉ dùng thiên phú thì ngươi là cao nhất trong các hạt giống, cũng là mạnh nhất trong lịch sử chiến thần cung. Phó Thiên Nghĩa cười nói, tuy không có khả năng, nhưng nếu chiến thần cung chúng ta có thể xuất hiện một vị sát đế. Ha 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 hắn tràn ngập chờ mong, tuy chiến thần cung chưa từng gián đoạn cường giả thánh nhân nhưng chưa từng xuất hiện tổ vương, nếu có thể xuất hiện một vị sát đế, khi đó chiến thần cung có thể thoát khỏi vận mệnh trốn trong bóng tối, đường đường chính chính đi ra trước mặt mọi người. Đế uy, ai dám tranh phong, cho dù ngày sau sát đế hóa đạo, nhưng chiến thần cung chính là đế tộc, có đế binh tỏa chấn, có thể bình khởi bình tọa với các đế tộc khác. Đúng thế, bọn họ dám chọc cả đế tộc nhưng lại không thể lộ ra ngoài sáng, chỉ ỷ vào chiến thần cung không bị người ta biết ở đâu mà thôi, trong lòng đã rơi vào hạ phong. Trên đời này có thế lực nào không muốn trở thành đế tộc? Đương nhiên, muốn thành đế rất khó khăn, không chỉ cần thiên phú sự, còn cần có số mệnh, thứ này nhìn không thấy sở không được, hoàn toàn xem thiên địa có chiếu cố hay không. Rất tốt, người nhanh chóng tới tầng 17 như thế, xem như thông qua khảo nghiệm. Phó Thiên Nghĩa vỗ vai Lăng Hàn, hắn rất thỏa mãn với Lăng Hàn. Mỗi một tầng của huyết tháp đều là luyện tâm, thông qua nhiều tầng như vậy, tâm tính nhất định bị luyện trở thành khát máu, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, Lăng Hàn hoàn toàn rơi vào sát đạo, rốt cuộc không thể quay về. Đi nghỉ ngơi đi, nên kết hợp chiến đấu và nghỉ ngơi. Hắn nói ra, vâng, Lăng Hàn gật đầu, hắn quay người rời khỏi huyết tháp. Vừa mới đi ra ngoài, đã có mấy người đang đứng, Trần Binh, Triệu Tiêu đang nằm trên mặt đất xên dỉ, nhưng cũng không có bóng dáng của Chu Yên. Rốt cuộc lại có một tên đi ra, trong năm người đứng đó, có một người nhắm vào Lăng Hàn, vừa cười vừa nói. Tiểu tử, tới quỳ xuống, lại một người nói ra, hiện tại Lăng Hàn chính là ma vương giết chóc, Lăng Hàn lộ ra sát ý lạnh lẽo, nếu không quỳ thì sao, là nằm dưới đất như hai tên cặn bã này sao? Không sai, người vừa nói lên tiếng, xíu, yêu yêu, Lăng Hàn đánh ra một quyền, ngóa, tên điên, người nọ không nghĩ tới Lăng Hàn ra tay quyết đoán như vậy, hắn vội vàng tiến hành phản kích. Hắn là sinh đan viên mãn, lực lượng nguyên thủy cao tới nhị thập nhị trọng thiên, hắn còn mạnh hơn lang hàn một đoạn. ầm, um, hai người va chạm với nhau, lang hàn không địch lại nên bị đánh bay ra ngoài, nhưng thân thể hắn chưa rơi xuống đất, hắn đã thi triển quỷ ảnh bộ, hắn nấp vào trong bóng tối. trời ơi, những người đang đứng hô to, bọn họ vô cùng rung động. đương nhiên bọn họ biết rõ lang hàn đang thi triển quỷ ảnh bộ, nhưng gia hỏa này mới vào huyết tháp vài tháng, hắn đã vượt qua 10 tầng, hơn nữa còn nắm giữ quỷ ảnh bộ thậm chí có thể vận dụng rất linh hoạt. Đây là thiên tài cỡ nào? Phải biết rằng, bọn họ cũng là hạt giống, cho nên đừng nhìn bọn họ hiện tại là đồng môn sư huynh đệ, nhưng trên thực tế lại là đối thủ cạnh tranh ngươi chết ta sống, cuối cùng chỉ có một người sống sót trở thành sát thủ vương. Ngộ tính của Lăng Hàn thật đáng sợ, làm cho bọn họ sinh ra sát ý. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ quỷ ảnh bộ. Đối thủ của Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn cũng nấp vào trong bóng tối hai người đều biến mất không thấy gì nữa hiện tại xem ai tìm ra nhau trước mới có thể nắm quyền chủ động thấy thế nào cũng là đối thủ của lăng hàn chiếm ưu thế bởi vì tu vi người này rất cao chiến lược càng mạnh hơn nữa thời gian tu luyện quỷ ảnh bộ lâu hơn nhiều bành đúng lúc này một bóng đen lao ra hắn bị đánh bay ra bước chân hắn lảo đảo ngay sau đó có một bóng đen lao tới và đuổi giết ngoá nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người chố mắt nhìn bởi vì người bị đánh bay ra không phải là lăng hàn mà là đối thủ của hắn, một kích đắc thủ. Trời à, Hoài Vinh chính là sinh đan viên mãn, hơn nữa hắn leo lên tầng thứ 15 lâu như thế, hắn nắm giữ quỷ ảnh bộ tiếp cận hoàn mỹ, tại sao lại không bằng nhân vật mới? Đinh nhất, đinh nhất, chẳng lẽ ra hỏa này đáng sợ như vậy? Không tốt, Hoài Vinh lâm vào bị động, trương sư huynh không đến, chúng ta cũng chỉ là sinh đan viên mãn, chiến lực không kém hơn Hoài Vinh bao nhiêu, cho dù sông lên cũng như vậy. Những người kia ngơ ngác, bọn họ cũng là hạt giống sát thủ vương, nhưng bọn họ tiến vào chiến thần cung sớm hơn đám người lăng hàn mấy trăm năm lần này nghe thấy có nhân vật mới tới cho nên cố ý tới ra oai phủ đầu áp chế nhuệ khí của nhân vật mới bởi vì bọn họ là quan hệ cạnh tranh tự nhiên không cần khách khí chỉ cần không gây ra tai nạn chết người cho dù đánh tàn thì chiến thần cung cũng mở một mắt nhắm một mắt dù sao chỉ có chỗ hết tài năng trong giết chóc mới có thể trở thành sát thủ vương không nghĩ tới lăng hàn châu bò như vậy dùng tu vi sinh đan trung kỳ có thể đè đánh hoài vinh hoàn toàn không giảng đạo lý. Bóng người Lăng Hàn lập loè, hắn nắm giữ Quỷ Ảnh Bộ còn vượt qua Hoài Vinh, hơn nữa hắn còn có đồng thuật, có thể khám phá tất cả hư ảo, hai bên va chạm với nhau, Quỷ Ảnh Bộ của Hoài Vinh chỉ là trò cười. Hoài Vinh bị đánh tới tấp, rõ ràng chiến lực của hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, hiện tại hắn không có cơ hội đánh chính diện với Lăng Hàn, có lực lượng nhưng không cách nào thi triển ra, hắn cực kỳ phiền muộn. Hiện tại hắn chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, hơi không cẩn thận sẽ trọng thương. Phải biết rằng hắn là hạt giống sát thủ vương chính là kẻ am hiểu ám sát nhất trên đời bây giờ lại bị lăng hàn phục kích từ các nơi khác nhau tâm tình của hắn làm sao chịu nổi hết lần này tới lần khác hắn là kẻ khiêu khích nên không thể chạy hắn rất xấu hổ chỉ có thể tìm cơ hội phản kích tất cả mọi người im lặng nội tâm rung động thật sâu bành lăng hàn nắm lấy cơ hội một quyền đánh vào chân trái hoài vinh cũng đánh gãy chân đối phương a à, hoài vinh kêu thảm thiết hắn ngã xuống đất vẻ mặt cực kỳ thống khổ Lăng Hàn hiện tại chỉ có ý niệm giết chóc, hoàn toàn không có ý dừng tay, hắn giết tới. Ngươi dám? Lúc này có người muốn xông lên nhưng lại bị những người khác ngăn trở. Ngăn cản làm gì? Cho Lăng Hàn giết Hoài Vinh, nơi này nghiêm cấm giết lẫn nhau, cho nên chỉ cần Lăng Hàn giết người, khi đó hắn sẽ bị xử tử. Bang, 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 Lăng Hàn ép sát tới gần, Hoài Vinh bị bị đánh gãy một chân, hắn muốn tiếp tục huyết chiến với Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn có hỗn độn tiên đan, hắn có thể hóa giải lực lượng. Hắn sợ liều mạng hay sao? Sau mấy trăm chiêu, Hoài Vinh bị Lăng Hàn đuổi giết. Chương 4505, dọn dẹp dễ dàng. Tốt, nhìn thấy cảnh này, bốn người còn lại đều nói thầm trong lòng, dù sao bọn họ là đối thủ cạnh tranh với nhau, hiện tại có thể trừ hai người, hơn nữa một trong số đó còn là yêu nghiệt như Lăng Hàn, thật sự là quá tốt. Sát tính của Lăng Hàn bị thiêu đốt hoàn toàn, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn người kia. Ha ha, không nên dùng ánh mắt hung ác như vậy nhìn chúng ta nơi này nghiêm cấm tự giết lẫn nhau người đã phá hư quy củ mà kết quả chính là chết đúng là đáng tiếc là thiên tài nha bốn người liên tục lắc đầu làm bộ tiếc hận xíu u một bóng người xuất hiện đó chính là vạn hà xảy ra chuyện gì ánh mắt của hắn nhìn hoài vinh nằm trên mặt đất hắn cau mày bốn người kia vội vàng nói lại những chuyện xảy ra bọn họ cũng không có bẻ cong sự thật hoàn toàn không cần làm thế chỉ cần biết một điểm là đủ lăng hàn giết hoài vinh đinh nhất là ngươi giết hoài vinh vạn hà nhìn về phía lăng hàn gương mặt lành lạnh không sai lăng hàn gật đầu nói ai muốn giết ta ta giết kẻ ấy chỉ có một câu giải thích như vậy hư quên lời ta nói với ngươi hay sao ở chỗ này nghiêm cấm tự giết lẫn nhau vạn hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ngươi đã phá hư quy củ vậy đừng vội trách ta hắn giơ tay lên hắn muốn chấp hành giáo quy đánh chết lăng hàn tiểu hà ngươi đang làm cái gì Giọng nói của Phó Thiên Nghĩa vang lên, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, tóc trắng bồng bềnh. Vạn Hà nhìn sang và hành lễ, "Bái kiến Phó đại nhân." Phó Thiên Nghĩa là giáo chủ, còn cao hơn hắn một đại cảnh giới, trong giới võ đạo, chỉ cần cao hơn một đại cảnh giới thì chính là cái hào rộng không thể vượt qua. Cho dù hiện tại là một đạo linh thân của Phó Thiên Nghĩa. "Ha ha, lão phu đang ở đây, còn cần ngươi tới chấp hành giáo quy." Phó Thiên Nghĩa nói ra lão phu hoàn toàn có thể ra tay ngăn cản bọn họ chiến đấu vì cái gì không làm vậy khốn kiếp đây là che chở trần trụi bốn tên hạt giống nhìn thấy thế lại sinh ra dự cảm điểm xấu thế nhưng mà vạn hàm muốn nói gì đó không có nhưng mà phó thiên nghĩa ngăn lời hắn nói trong thần cung thật sự ngăn cấm giết lẫn nhau nhưng đó là vì bảo vệ người cảnh giới thấp nếu không còn cạnh tranh cái gì nếu người cảnh giới cao mà đánh không lại người cảnh giới thấp hắn có tư cách sống hay sao cho nên Hoài Vinh là tự tìm đường chết, ô, còn có thể giải thích như vậy. Vạn hà há, há to mồm, hắn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng không nói ra. Người châu bì, người nói mới tính, đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt. Phó Thiên Nghĩa phất tay nói với Lăng Hàn, Lăng Hàn thi lễ với Phó Thiên Nghĩa, sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng Lăng Hàn biến mất, tất cả mọi người im lặng. Giết một gã hạt giống còn có thể vỗ bờ mông rời đi, đây là kẻ đầu tiên. Phó Thiên Nghĩa vuốt vuốt dầu bạc, vẻ mặt tươi cười. Hạt giống này rất hợp khẩu vị của hắn, sát phạt quyết đoán, lại cường đại không thể tưởng tượng nổi, tỷ lệ trở thành sát thánh cao tới 9 thành 9, thậm chí có cơ hội trùng kích đế vị. Nếu như hắn biết rõ, hạt giống này chính là lang hàn mà chiến thần cung nhất định phải diệt trừ, không biết hắn sẽ có tâm tình gì. Bị người ta xông vào chiến thần cung giết hạt giống. Ha ha, chê cười, lang hàn trở lại chỗ ở, ý thức chủ thể của hắn bắt đầu tiếp nhận thân thể, sợi thần niệm kia không muốn tiêu vong, nó triển khai phản kích nhưng mà tranh lệch quá lớn đây chỉ là một sợi thần niệm mà thôi sao có thể địch nổi chủ ý thức chiến đấu chỉ diễn ra trong vài giây ý thức chủ thể của lăng hàn liền trở về thân thể hiện tại xem như vượt qua một kiếp lăng hàn nói huyết tháp truyền thừa quá mức tà môn ảnh hưởng tâm tính nghiêm trọng cho dù chỉ mới một tháng nhưng sợi thần niệm của ta đã biến thành khát máu nếu thời gian lâu một chút nó thật sự có thể mạnh tới mức có thể đánh trả chủ ý thức đây là chơi với lửa có ngày chết cháy quá nguy hiểm Hiện tại chờ cơ hội rời đi, trước kia nghe Vạn Hà nói, hạt giống còn phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn cho ta cơ hội chạy trốn. Lăng Hàn đặt lực chú ý lên cổ tay mình, ấn ký này giống như hải đăng trong bóng tối, sẽ chỉ dẫn phương hướng truyền tống của Chiến Thần Cung. Cho nên, hắn cần phải xóa ấn ký này, nếu không cho dù hắn chạy bao xa cũng bị bắt trở về. Ồ, đây là một lần duy nhất, Lăng Hàn xem xét một hồi, hắn lại đưa ra kết luận. Cũng phải, sau khi tới nơi này nếu như không chết sẽ trở thành hạt giống mà hạt giống không tẩy não thành công như thế làm sao phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cho nên không cần ấn ký đương nhiên cũng có khả năng thời điểm rời khỏi nơi này cần phải bù đắp sơ hở này hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước lang hàn khổ tu hắn là hạt giống tương đương với đạo tử bởi vậy hắn hoàn toàn không thiếu tài nguyên tu luyện chiến thần cung là thế lực trong bóng tối hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng nói đến tài phú lại hùng hậu vô hạn dù sao giết người chính là cách kiếm sống tốt nhất. Lăng Hàn là hạt giống bồi dưỡng trọng điểm, bởi vậy Thiên Tài Địa Bảo liên tục đưa tới chỗ Lăng Hàn, cung cấp cho hắn tu luyện. Đúng là không tệ, Lăng Hàn có xúc động tu luyện ở nơi này đến thánh nhân mới rời đi, Chiến Thần cung thật sự tài đại khí thô. Hiện tại đã qua nửa năm, theo lão phu, Phó Thiên Nghĩa xuất hiện, hắn nói với Lăng Hàn, Lăng Hàn không hỏi, hắn chỉ đi theo sau. Bọn họ đi tới khu đất trống, chỉ thấy nơi này còn có một Phó Thiên Nghĩa đang ngồi xếp bằng. Lăng Hàn không cảm thấy kỳ quái, hắn biết rõ Phó Thiên Nghĩa đang ngồi mới là chân thân, người gọi hắn chỉ là linh thân. Lúc này có nhiều Phó Thiên Nghĩa xuất hiện, tất cả đều mang theo một hạt giống, kể cả Chu Yên và Trần Binh. Hôm nay sẽ mang mọi người đi chấp hành nhiệm vụ, Phó Thiên Nghĩa nói ra, ha ha, đừng tưởng rằng đây là trò chơi, mỗi người sẽ phân phối mục tiêu theo thực lực, cam đoàn độ khó tương đương. Nhiệm vụ thất bại, xử tử, người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, xử tử, hiểu chưa, tàn khốc, Tất cả mọi người gật đầu, lâu như thế, mỗi người đều gieo hạt giống giết chóc vào lòng, tính cách đã sớm vặn vẹo. Lăng Hàn bình thản, trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong, rốt cuộc có thể rời đi. Phó Thiên Nghĩa xé rách không gian, hắn là cường giả cấp giáo chủ, đã sơ bộ nắm giữ năng lực xé rách không gian thuấn di. Đi, tất cả mọi người rời đi, Phó Thiên Nghĩa đi vào cuối cùng, bàn tay hắn mở ra và mang theo mọi người rời đi. Hắn còn yếu hơn cửu sơn tôn giả rất nhiều, thường xuyên bị hư không loạn lưu ảnh hưởng, nhưng cuối cùng vẫn an toàn đến nơi. Phó Thiên Nghĩa lại xé rách không gian lần nữa. Chương 4506 thoát khốn. Hiện tại phân phối mục tiêu ám sát, Phó Thiên Nghĩa nói ra, ngón trỏ búng ra, hắn mang tin tức truyền vào trong đầu mỗi người, kể cả tuổi, cảnh giới, thực lực và bối cảnh gia tộc. Đương nhiên, tướng mạo là quan trọng nhất, dùng hình ảnh lập thể xuất hiện. Tốt, lên đường đi." Phó Thiên Nghĩa nói ra, một linh thân bước ra khỏi bản thể, một là bảo vệ, hai cũng là giám thị cam đoan sẽ không xuất hiện đường dễ gì. Lăng Hàn nhìn mục tiêu nhiệm vụ của hắn, đây là thiếu chủ một gia tộc, cố chủ đại khái là tộc nhân của hắn, hơn nữa còn có năng lực cạnh tranh người thừa kế gia chủ, chỉ cần giết thiếu chủ này, khi đó hắn sẽ lên làm thiếu chủ. Việc này không quan hệ tới thủ oán, đương nhiên Lăng Hàn không có khả năng đi đánh chết người vô tội. Linh thân Phó Thiên Nghĩa đang quan sát, chẳng lẽ hắn có thể ăn gian. Hơn nữa, người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sẽ bị xử tử. Không thể lãng phí thời gian. Tuy Lăng Hàn không biết chiến thần cung đang ở nơi nào, cũng có chút không bỏ được tài nguyên tu luyện trong chiến thần cung, nhưng hắn không muốn vi phạm nguyên tắc đánh chết một người không thù không oán với mình, như vậy chỉ có một con đường có thể đi. Xíu, yêu yêu, đột nhiên hắn biến mất, phó thiên nghĩa ngây người, xảy ra chuyện gì, hắn đường đường cường giả cấp giáo chủ, hiện tại có người bắt Lăng Hàn đi. Không đúng, hắn kịp phản ứng, cũng không phải cường giả bắt Lăng Hàn đi, mà là Lăng Hàn vận chuyển thân pháp nào đó thuấn di rời đi nhưng chỉ là sinh đan cảnh hắn làm sao có thể thuấn di hơn nữa cho dù hắn là tôn giả cũng cần xé rách không gian mới có thể thuấn di lăng hàn dựa vào cái gì bị trận pháp nào đó truyền tống đi không đúng cũng không có phát hiện dấu hiệu trận pháp phát động thời điểm phó thiên nghĩa buồn bực một phó thiên nghĩa khác đã xuất hiện đây là chân thân linh thân tiến vào trong chủ thân nói đến thôi diễn năng lực suy nghĩ linh thân sẽ không bằng chủ thân đây là việc khẳng định Phó Thiên Nghĩa suy nghĩ quá trình, hắn cao mày. Tinh bộ, chỉ có trận đạo tông sư mới có thể lợi dụng địa mạch bỏ chạy. Hạt giống này còn là trận đạo tông sư. Phó Thiên Nghĩa vốn vui mừng, ngay sau đó hắn cao mày. Rõ ràng có được năng lực như vậy, vì cái gì không nói ra, khi đó trình độ xem trọng sẽ tăng lên rất nhiều. Trừ phi, hạt giống này ngay từ đầu không có suy nghĩ quy thuận chiến thần cung, cho nên mới phải giấu giếm điều này không báo. Hắn lập tức xé mở không gian đi tới nơi truyền tống của tinh thể này. Lăng Hàn nhất định sẽ chạy trốn. Cho dù là trận đạo tông sư, nhưng tu vi Lăng Hàn chỉ là sinh đan cảnh, cho nên, hắn muốn rời khỏi tinh thể cần dùng truyền tống trận. Cho nên, hắn cứ ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể bắt được Lăng Hàn. Ha ha, sau khi bắt về, hắn nhất định sẽ tẩy não Lăng Hàn. Kỳ quái, có thể bò lên tầng 17 của huyết tháp, tại sao còn suy nghĩ chạy trốn. Hắn cười lạnh, dùng thực lực cấp giáo chủ của hắn, Lăng Hàn muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một tuổi trẻ đi ngang qua mặt hắn. Phó Thiên Nghĩa dùng thần thức quét qua, lập tức thu trở lại. Lang Hàn cười cười, hắn cải biến hình dáng tướng mạo và linh hồn chấn động, Phó Thiên Nghĩa không thể nhận ra hắn. Đi, hắn tiến vào truyền tống trận, mở ra, ông, tia sáng xuất hiện, hắn cũng biến mất. Thời điểm Lang Hàn xuất hiện lần nữa, hắn lại đi tới tinh thể khác. Hắn lại cải biến tướng mạo, khôi phục thành tướng mạo sẵn có. Lang Hàn liên với tinh võng, liên hệ với đám người nữ hoàng hổ nữ và đại hắc cầu. Lăng Hàn, hổ nữ và nữ hoàng đều kinh ngạc, bọn họ vô cùng ân cần. Ngoá, rốt cuộc ngươi cũng liên hệ, cầu ra còn tưởng rằng ngươi chết. Đại hắc cầu không nói được câu nào tốt, tiểu tử ngươi đi tới nơi nào, chẳng lẽ bị hồ ly tinh nào đó câu dẫn. Con chó này rất đê tiện, Lăng Hàn lắc đầu, ta bị chiến thần cung bắt, lúc này nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu im lặng. Sau đó bọn họ vội vàng hỏi thăm tình huống của Lăng Hàn bây giờ. Lăng Hàn cũng nói tao ngộ của mình, lúc này mới làm đám người nữ hoàng yên lòng. Khó trách tiểu tử ngươi biến thành dáng vẻ của Đinh Nhất, thì ra đã đoán được. Đại Hắc Cầu thở ra, tiểu tử ngươi đột nhiên mất tích, lâu như vậy còn không hiện thân, hiện tại cũng có người nói ngươi bị chiến thần cung giết, muốn xóa bỏ ngươi ra khỏi danh sách thiên tài. Lăng Hàn cười nói, tốt, chờ ta trở về đánh mặt kẻ đó, đi, ngươi nhanh chóng quay về, rất lâu chưa đi cùng ngươi hãm hại lừa gạt, cầu ra cảm thấy không quen. Đại Hắc Cầu nói, Lăng Hàn, nữ nhớ ngươi. Hổ nữ cũng nói, nữ hoàng rất khí phách, chỉ nói một câu. Nhanh về nhà, Lăng Hàn gật đầu, hắn ngồi truyền tống trận về nhà. Lần này hắn không xuất hiện ở Bắc Thiên Vực, mà là Tây Thiên Vực. Chiến thần cung nằm ở Tây Thiên Vực, Lăng Hàn gật đầu, tuy hắn cũng không biết vị trí cụ thể của chiến thần cung, nhưng Phó Thiên Nghĩa chỉ là cấp giáo chủ, sau khi xé rách không gian cũng không tiến lên bao lâu, cho nên có lẽ chiến thần cung ở ngay trong Tây Thiên Vực hiện tại mặc kệ chiến thần cung chờ khi hắn có thực lực sẽ càn quét tổ chức này hơn nữa hắn cần phải học chiến thần cửu thức chân chính còn có quỷ ảnh bộ khi đó thực lực của hắn sẽ tăng lên vài phần chuyến đi này không lỗ đi vài ngày lăng hàn dừng lại truyền tống trận không thể sử dụng liên tục bởi vì mỗi lần sử dụng sẽ tạo thành phụ tải lớn lên thân thể số lần quá nhiều sẽ làm ngươi chết hắn tìm khách sạn ở lại hắn đã không ăn uống mấy ngày qua hiện tại hắn đã biến thành lăng hàn Đương nhiên phải ăn cho thống khoái. Ăn uống no đủ, Lăng Hàn ở lại nơi này vài ngày, hắn có ý định xuất phát lần nữa. Thời điểm ăn trong khách sạn lần cuối, hắn lại nghe một ít thực khách nói chuyện với nhau. Bọn họ nhắc tới Dưỡng Hồn Thạch, đây là một loại thần thạch, có thể lớn mạnh thần thức, có chỗ tốt to lớn với Hóa Linh Chân Quân, đối với sinh đan cảnh mà nói, đây là tài liệu lớn mạnh tiên đan thượng giai. Hiện tại, có một khối Dưỡng Hồn Thạch cực lớn bị phát hiện, nhưng thế lực tham gia tranh đoạt quá nhiều, lúc này có một cường giả nói: cho phép người trẻ tuổi đi tranh đoạt, bởi vậy, hiện tại có rất nhiều thiên tài xuất hiện tại đây. Lăng Hàn động tâm, hiện tại hắn tạm thời thoát khỏi Chiến Thần cung, hắn không có cảm giác lợi kiếm treo trên cổ. Hắn cần phải đi lấy Dưỡng Hồn thạch trước, sau đó lại quay về Cửu Dương Thánh địa. Lăng Hàn nghe một hồi, hắn đã biết rõ khối Dưỡng Hồn thạch bây giờ đang ở đâu. Hắc Thạch Sơn, đi, Lăng Hàn xuất phát đi tới Hắc Thạch Sơn, qua vài giờ sau, hắn đã tới nơi. Hắc Thạch Sơn, toàn thân đen kịt và cao vút trong mây chương 4507, trào phúng trước mặt. Hắc Thạch Sơn, đây là tài sản riêng của Hắc Thạch Môn. Tuy, Hắc Thạch Môn đại, cũng không cường người mạnh nhất cũng chỉ là chú đỉnh, cho nên, thời điểm phát hiện khối dưỡng hồn thạch, môn chủ quyết định thật nhanh, hắn không nghĩ tư tàng vật này hay bán giá tiền lớn, mà là liên hệ với thế lực lớn nhất, muốn dâng nó ra. Đây là cử chỉ sáng suốt, nếu không chí bảo như vậy sẽ dẫn phát sát cơ, khi đó Hắc Thạch Môn sẽ biến mất trong một đêm. Nhưng không biết tại sao, tin tức dưỡng hồn thạch tiết lộ ra ngoài, đưa tới rất nhiều thế lực lớn chú ý, vào lúc chuẩn bị đại chiến với nhau, có một vị siêu cấp cường giả đi ngang qua ngăn cản trận chiến tranh này. Vì vậy, cường giả kia chỉ thị, hắc thạch môn lấy dưỡng hồn thạch ra cho các thiên kiêu trẻ tuổi tranh đoạt. Phát huy võ đạo mới được là vương đạo, vì vậy, vô số thiên tài trẻ tuổi từ tất cả các nơi hẻo lánh của Tây Thiên vực chạy tới. Các thiên vực khác bởi vì khoảng cách quá xa, đoán chừng không tới kịp. Đương nhiên, nếu có tôn giả nguyện ý ra tay thì tới kịp, hiện tại hắc thạch môn mở sơn môn bất cứ kẻ nào cũng có thể đi vào nếu thực lực quá yếu thì không cần đi lên hoàn toàn không có tư cách tham dự các hạ thỉnh tự báo thân phận thời điểm lăng hàn chuẩn bị đi lên hắn bị hai đệ tử hắc thạch môn chặn lại lăng hàn ngẫm lại nói ta tên lăng hàn lăng hàn hai người nhìn nhau vẻ mặt mờ mịt lăng hàn đã giành chấn thiên hạ tại bắc thiên vực nhưng ở tây thiên vực này sự tồn tại của hắn chỉ lưu truyền trong các thiên kiêu đỉnh cấp người bình thường không biết hắn là ai Người cảnh giới gì? Một gã đệ tử hỏi. Nói vấn đề chính thôi. Lăng Hàn cười cười. Sinh đan, mời các hạ. Hai tên đệ tử này hoảng sợ. Môn chủ của bọn họ cũng chỉ là chú đỉnh. Đó đã là trí cường giả trong mắt của bọn họ. Lăng Hàn gật đầu. Hắn đi lên núi. Hắc Thạch Sơn rất cao. Đối với Lăng Hàn mà nói. Hắn chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ đã lên tới đỉnh núi. Người rất nhiều. Lăng Hàn nhìn thấy mấy người quen. Ví dụ như dịch viện dung sinh đan cảnh đệ nhất nhân của tây thiên vực ví dụ như thích vĩnh minh Phật tử Tây Thiên Vực, còn có các thiên kiêu gặp qua tại Đông Lâm Đế Tộc. Từ quy cách, đội hình cạnh tranh lần này rất mạnh, đến đây đều là thiên tài đỉnh cấp của Tây Thiên Vực, thậm chí còn có Phật tử như thích vĩnh minh. Tuy hiện tại còn chưa tranh đoạt, bởi vậy nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, mọi người bắt đầu thảo luận võ đạo. Lăng Hàn bình thản, hắn chỉ nhìn và nghe mà thôi. Nghe nói Bắc Thiên Vực xuất hiện một thiên kiêu, dường như tên là Lăng Hàn gì đó. Đột nhiên có người kéo chủ đề lên người Lăng Hàn, ồ, đây là nằm cũng trúng đạn sao? Lăng Hàn nhìn sang, hắn là người rất ít xuất hiện. Ha ha, nói tới người này nha. Có người nói, Lăng Hàn đã bị chiến thần cung ám sát. Thực, khẳng định là thế, bị chiến thần cung nhìn chằm chằm vào, có ai không chết? Cũng không phải như vậy, trong lịch sử cũng có người bị chiến thần cung ban bố tất sát lệnh, kết quả càng giết càng mạnh, cuối cùng nhất trở thành thánh nhân, sau đó đuổi giết sát thủ chiến thần cung khắp thiên hạ, làm cho tổ chức này mai danh ẩn tích hơn 10 vạn năm, thẳng đến khi vị thánh nhân này hóa đạo mới tái hiện thiên hạ. Bây giờ nói cũng muộn rồi, Lăng Hàn đã chết, ai, dù gì cũng là một đời thiên kiêu, đáng tiếc. Chỉ có hư danh mà thôi, dù sao xuất thân bắc thiên vực, có thể mạnh tới mức nào. Ha ha, không sai, mọi người liên tục gật đầu, cho dù Lăng Hàn đã bại đế tử, bọn họ vẫn cho rằng đây là lời đồn quá lời, Lăng Hàn nào có mạnh như vậy. Người xem, hiện tại bị chiến thần cung đánh chết là chứng cứ rõ ràng, không giống cường giả trong lịch sử, càng bị đuổi giết ngược lại càng cường đại cuối cùng còn làm chiến thần cung con đầu rút cổ không dám ra lăng hàn cười cười hắn vẫn hành hạ hà các thiên kiêu của bắc thiên vực hắn không có càn quét tại tây thiên vực hiện tại có nên làm thiên kiêu tây thiên vực tuyệt vọng hay không bên cạnh hắn có người ánh mắt nhìn thấy lăng hàn đang cười hắn nhìn sang và muốn chất vấn lăng hàn cười cái gì tại sao không có ánh mắt như thế hắn nhưng lại ngơ ngẩn cảm thấy lăng hàn rất quen mắt giống như đã gặp nhau ở nơi nào a à, lăng hàn hắn gào lên cho dù trong hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp, Lăng Hàn rất nổi danh. Cái gì, lập tức có rất nhiều người nhìn qua, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, vẻ mặt bọn họ rất đặc sắc. Lăng Hàn, lại là Lăng Hàn, khốn kiếp, gia hỏa này không có bị chiến thần cung ám sát, hắn lại xuất hiện tại nơi này. Lăng Hàn, người chính là Lăng Hàn của Bắc Thiên Vực hay sao? Một người trẻ tuổi nói với Lăng Hàn, khóe miệng nở nụ cười lạnh, hình như hắn không đặt Lăng Hàn vào mắt. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, như thế nào, người không phục, Ha ha, người tuổi trẻ kia cười to, nói, ngươi không chết cũng là một chuyện tốt, dù sao ngươi chết rồi, ta không cách nào tự tay đánh bại ngươi. Hắn dừng một lúc, nói, cái gì thiên kiêu bắc thiên vực, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con chó ngu xuân. Ha ha ha, người tây thiên vực đều cười to, trải qua thời gian dài, bọn họ mang theo cảm giác yêu việt rất lớn với võ giả bắc thiên vực. Tuy lăng hàn đánh bại đế tử nhưng đối với bọn họ mà nói đây chỉ là lời đồn, bị nói quá lên rất nhiều lần. Còn nữa, Lăng Hàn lúc ấy chỉ là chú đỉnh, hiện tại rảo bước tiến lên sinh đan, chiến lực trong cùng giai đã kém đi rất nhiều, dù sao muốn bảo trì chiến lực đỉnh cấp ở mỗi cảnh giới quá khó khăn. Lăng Hàn lắc đầu, may mắn lão hắc không ở đây, bằng không thì nó sẽ cào lên mặt ngươi vài cái. Lăng Hàn, đến chiến, người tuổi trẻ kia dẫm trận tiến lên không chung, chiến ý của hắn thiêu đốt hừng hực. Chỉ bằng câu con cháu ngu xuẩn đã đủ ta đánh ngươi một trận. Lăng Hàn bước lên không chung, hắn đối mặt người trẻ tuổi. Đúng, ta chính là Mã Vạn Long, người tuổi trẻ kia cao ngạo nói ra. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi không cần báo tên ra, đám bại tướng trong tay ta quá nhiều, ta không nhớ được. Cuồng, thiên kiêu Tây Thiên vực giận dữ, dù là Phật tộc siêu nhiên, thích vĩnh minh cũng hử một tiếng, hắn rất chán ghét Lăng Hàn. Bởi vì việc này làm hắn nhớ tới một người, một người vô cùng đáng ghét. Hắn đương nhiên không biết, Lăng Hàn và Đinh Nhất là một người. Thật sự cuồng vọng, Mã Vạn Long giết tới, lực lượng xô trào, hắn đã giận thật sự, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Lăng Hàn. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã lao tới gần, hắn suốt một quyền tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cười, hắn vươn nắm đấm đáp lễ Mã Vạn Long. Bành, hai đấm của hai người va chạm vào nhau, Mã Vạn Long bị đánh bay ra xa. Chương 4508, độc đấu Tây Thiên vực. Mã Vạn Long bị một quyền của hắn đánh bay, rất nhiều người không dám tin vào mắt mình, quả nhiên, người nổi danh không phải giả dối, đệ nhất thiên tài bắc thiên vượt quá lợi hại khó trách đế tử cũng bị đánh bại như dịch viện dung thích vĩnh minh cũng ngạc nhiên bởi vì bọn họ cũng có thể làm được hơn nữa làm rất dễ dàng dù thế nào đi nữa mấy năm trước lăng hàn chỉ là chú đỉnh mà thôi bây giờ hắn đạt tới cảnh giới nào sinh đan sơ kỳ trung kỳ hư mạnh nhất cũng chỉ là sinh đan trung kỳ dịch viện dung đi tới gương mặt mang theo sát khí không biết làm tại sao khi nàng nhìn thấy lăng hàn lại có cảm giác tức giận khó hiểu không thể không nói, trực giác của nữ nhân rất linh, dù nàng không biết Lăng Hàn và Đinh Nhất Chính là một người, nàng vẫn chán ghét Lăng Hàn một cách vô thức. Dịch viện dung sắp ra tay, không phải chứ, tuy đánh bại một mã vạn long, sinh đan cảnh đệ nhất nhân của Tây Thiên vực chúng ta muốn ra tay. Đây gọi là sư tử vô thỏ cũng toàn lực ứng phó, chẳng lẽ chờ Lăng Hàn đánh bại nhiều người trong chúng ta, sau đó mới đánh bại hắn sao? Cũng phải, cho dù bị đánh bại, không nên để hắn hung hăng cản quấy mấy lần tất cả mọi người gật đầu cho rằng dịch viện dung rất quyết đoán nếu không thiên kiêu tây thiên vực bị lăng hàn đánh bại vài lần khi đó lăng hàn sẽ kiêu ngạo ngập trời lăng hàn bộc phát chiến ý hắn đạt được vô số tài nguyên tu luyện trong chiến thần cung mặc dù thời gian mới qua nửa năm với cấp độ yêu nghiệt của hắn hắn đã tu sinh đan trung kỳ quá nửa lực lượng hiện tại đạt tới thập cửu trọng thiên chiến lực như thế nhất định không bằng thiên kiêu đỉnh cấp nhất là sinh đan đệ nhất nhân tây thiên vực như dịch viện dung lực lượng của nàng khoảng nhị thập nhị trọng thiên nhưng nhìn khắp thiên hạ, người có thể áp chế hắn lại không nhiều. Ra tay đi, Lăng Hàn nhàn nhạt, nhạt nói ra, thật cuồng vọng, dịch viện dung hừ một tiếng, nàng ra tay tấn công Lăng Hàn. Không hổ là sinh đan đệ nhất nhân Tây Thiên Vực, nàng chỉ đánh ra một trường tùy ý đã có ánh sáng đầy trời, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che mờ. Oanh, một trường này mang theo uy thế ngập trời, Lăng Hàn cười ha ha, hắn xuất quyền nghinh đón, bành, hai người đánh nhau, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài việc này nằm trong dự kiến của lăng hàn dù sao tranh lệch chiến lược ba trọng thiên không địch mới là bình thường tuy hắn có hỗn độn tiên đan hóa giải lực lượng đả kích chỉ là việc nhỏ chỉ trong nháy mắt lăng hàn đã xông tới lần nữa tất cả mọi người líu lưỡi thực lực tranh lệch lớn như thế tại sao lăng hàn không có việc gì đúng là quái vật mà oanh 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 hai người không ngừng va chạm với nhau lúc này tự nhiên cường giả chiếm thượng phong tuyệt đối chỉ thấy lăng hàn bị đánh lui về phía sau sau mỗi lần bị đánh bay, Lăng Hàn đều lao tới, thân thể hắn không có việc gì. Cho dù Lăng Hàn không có hỗn độn tiên đan, hắn hiện tại dùng địa khí rèn luyện khí lực cũng đủ gánh chịu oanh kích của đối thủ. Lăng Hàn không có sử dụng hỗn độn tiên đan áp chế chiến lực của dịch viện dung, cũng không có dùng sát khí trùng kích ảnh hưởng đối phương, cũng không chịu hoán địa long, hắn chỉ dùng tiên thuật truyền thống công kích. Cho dù như vậy cũng đủ làm dịch viện dung khổ sở. Chiến lực của nàng thật mạnh hơn nhưng đánh lâu không làm gì được đối thủ, bí lực của nàng tiêu hao quá lớn trong chiến đấu cường độ cao nàng có thể kiên trì bao lâu người ở đây biết rõ ràng bọn họ cau mày cho dù đánh tiếp dịch viện dung sắp cực thịnh mà suy người có thể nhìn rõ ràng dịch viện dung không phải không biết nàng ngừ một tiếng và công kích ác liệt hơn đáng tiếc là trừ phi chiến lực của nàng mạnh hơn lăng hàn sáu trọng thiên nếu không cho dù nàng làm gì cũng không thể tạo thành ảnh hưởng lên lăng hàn chỉ ra tăng tiêu hao bí lực của nàng mà thôi từ biểu hiện bên ngoài dịch viện dung đang mở rộng ưu thế bản thân, nhưng trên thực tế cán cân đang dần nghiêng về phía lăng hàn. Sau khi đánh hơn một giờ, dịch viện dung không thể không rời khỏi cuộc chiến. Nàng không nói gì, ai cũng biết nàng đã bại. Việc này đã kích nặng lên sĩ khí của người Tây Thiên Vực, ngay cả sinh đan cảnh đệ nhất nhân ra tay cũng không làm gì được lăng hàn, có ai đánh thắng tên kia. Hừ, một cặn bã Bắc Thiên Vực chạy tới Tây Thiên Vực còn dám diễu võ dương oai. Một nam tử bị sương mù màu đen bao phủ đi tới, không ai nhìn thấy gương mặt của hắn. ô, tên này là ai? chẳng những Lang Hàn không biết người này, cho dù là người Tây Thiên vực cũng như thế, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. đó là Hàn Vũ Thánh địa Trung Thiên. ahh, Hàn Vũ Thánh địa. nói đến Trung Thiên, không có ai biết hắn là ai, nhưng Hàn Vũ Thánh địa thì khác, hai chữ Thánh địa đã nói rõ tất cả. nơi này từng xuất hiện thánh nhân, gần như đã đứng trên đỉnh của võ đạo. người của Thánh địa không thể khinh thường, bởi vì đế tộc không có thể lại xuất hiện tổ vương thánh địa thì khác, có rất nhiều thánh địa xuất hiện thánh nhân thứ hai, thậm chí thứ ba, ví dụ tốt nhất chính là chiến thần cung, bọn họ chưa bao giờ đoạn tuyệt truyền thừa của sát thánh. Dịch viện dung không thể đánh bại lăng hàn, trung thiên dựa vào cái gì dám đứng ra. Các người không nên mù quán tin tưởng vào bài danh trên tinh võng. Có người nói, nhìn các đế tử đế nữ kia, có người nào xuất hiện trên tinh võng hay không? Thực lực của bọn họ thế nào? Đó chính là đế tử đế nữ. Lập tức có người phản bác. Ha ha, vậy ngươi cũng phải biết rằng, có chúc thánh địa có thánh nhân tỏa chấn, nói đến bồi dưỡng đệ tử, chưa hẳn đã kém hơn đế tộc bao nhiêu. Cũng phải, mọi người liên tục gật đầu, sau đó nhìn lên người trung thiên. Thằng này có thể mạnh hơn dịch viện dung hay không? Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, đến, trung thiên cười lạnh, ngươi đúng là cuồng, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Sai, ta không gọi là cuồng, mà là có thực lực. Trung thiên, giáo huấn hắn đi, có người lạnh lùng quát, đó là một người tóc bạc nhưng gương mặt rất trẻ, hình thành đối lập mãnh liệt. Tốt, Trung Thiên gật gật đầu. Ô, tên tóc bạc là ai? Bên cạnh có người hỏi. Hư, đây chính là đại nhạc thánh địa lạc minh đồng, là đạo tư đương đại. Lúc này có người trách mắng, bảo người kia chú ý lời nói của mình. Dường như không nhìn thấy hắn trên tinh võng. Đúng thế, bởi vậy có thể thấy được, cả thiên hạ thật sự là ngỏa hổ tàng long, có rất nhiều thiên tài cao minh quá vô danh. Mọi người ở đây nói với nhau, Trung Thiên đã bay lên cao và đối mặt với Lăng Hàn. Oanh, thời điểm Lăng Hàn cất bước tiến lên, Trung Thiên lại xuất ra một trường. Đây không tính là đánh lén, bởi vì một trường này rất hời hợt nhưng không làm tổn thương Lăng Hàn. Nhưng làm như thế lại mang theo khinh bỉ rất mạnh, ta không thích ngươi đi lên, chương 4509, đều là rác rưởi. Lăng Hàn tức giận, ngươi muốn nhục nhã ta, hắn vận dụng sát khí trùng kích tấn công. Sát khí không nhìn khoảng cách, nó đánh thẳng vào thức hải của Trung Thiên. A, à, cho dù ý chí của Trung Thiên kiên định như sắt, sau khi bị sát khí trùng kích đánh chúng vẫn thống khổ, hắn ôm đầu rên rỉ, chỉ riêng điểm này cũng thấy được hắn bất phàm. Bởi vì bị ảnh hưởng nên một trường của hắn lệch vị trí, còn không biết đánh đi nơi nào. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người lắc đầu, cảm thấy trung thiên quá yếu. Bọn họ cũng không biết sát khí trùng kích khủng bố, chỉ thấy lăng hàn chưa xuất chiêu nhưng trung thiên đã loạn trận cước, một trường còn đánh hụt, bản thân lộ ra vẻ mặt thống khổ, chỉ có chút thực lực như vậy còn không biết xấu hổ đứng ra. Đáng giận, Trung Thiên đã khôi phục lại, hắn hét lớn một tiếng, ngay sau đó điên cuồng tấn công Lăng Hàn. Bành, 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 hắn rất cường đại, một kích này mang theo sương mù gấp khúc giống như hỗn độn khi thiên địa sơ khai, vô cùng cổ xưa và cường đại, người nào nhìn thấy cũng cảm giác nội tâm mát lạnh. Thì ra thực lực của hắn mạnh như vậy, nhìn lầm hắn, thì ra hắn rất mạnh, không thua dịch viện dung, không đúng, hắn còn mạnh hơn cả dịch viện dung, đúng, nếu như hắn chỉ có thực lực tương đương dịch viện dung, hắn đứng ra làm cái gì? Tất cả mọi người liên tục gật đầu, sau đó đều ngạc nhiên, bởi vì việc này chứng minh Lang Hàn càng đáng sợ. Vừa rồi Trung Thiên vô duyên vô cớ đánh hụt một trường, nhất định là Lang Hàn làm trò quỷ. Trên thực tế, chiến lược của Trung Thiên thật sự còn mạnh hơn Dịch Viện Dung. Lang Hàn đối chiến với Trung Thiên, hắn hiểu rõ thực lực của Trung Thiên nhất, chiến lực nguyên thủy của gia hỏa này đạt tới nhị thập tam trọng thiên, sau khi vận dụng thánh thuật, chiến lực của hắn đạt tới nhị thập ngũ trọng thiên. Phải biết rằng cho dù là sinh đan cảnh đệ nhất nhân trên tinh võng cũng chỉ có chiến lực nhị thập tứ trọng thiên. Quả nhiên, bài danh tinh võng không đại biểu tất cả. Trung thiên thập phần cường thế, hắn xuất chiêu đại khai đại hợp, muốn bằng vào trạng thái cuồng bạo ép lăng hàn thành cho. Hắn có vấn đề giống với dịch viện dung, đó là chiến lực không thể vượt qua lăng hàn sáu trọng thiên. Không đánh vỡ được hạn chế này, hắn làm sao đánh bại lăng hàn. Lúc này, lăng hàn không có kiên nhẫn tốt như vậy, hắn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hỗn độn tiên đan phát động, khí tức trí cao vô thượng bộc phát, chiến lực của Trung Thiên giảm ba trọng thiên. Cái gì, với định lực của Trung Thiên cũng phải hô thành tiếng, đột nhiên suy yếu ba trọng thiên chiến lực, đối với hắn mà nói đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Lăng Hàn lại thi triển đồ thần thuật tấn công Trung Thiên. Bành, hai người va chạm nhau, còn lần này, Lăng Hàn không lui lại bước nào. Bất phân thắng bại, ngóa, tất cả mọi người ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì, ta không tin. Trung Thiên hét lớn, hắn liên tục thúc giục công kích tấn công Lăng Hàn. Nhưng hắn không thể cải biến sự thật, Lăng Hàn đối chọi gay gắt, chiêu chiêu liều mạng, hoàn toàn không thua. Hơn nữa, Trung Thiên cũng không có hỗn độn tiên đan hóa giải lực phản chấn, trong chiến đấu cường độ cao như thế, khí huyết toàn thân hắn bốc lên, xương cốt đang biểu tình phản đối, xương mù quanh người hắn biến mất, từ đó lộ ra gương mặt đỏ bừng. Trời ơi, tất cả mọi người đều im lặng, trước kia là Trung Thiên cường thế, hơn nữa trước khi chiến đấu còn nói rõ, chiến lực của Lăng Hàn không bằng dịch viện dung, bởi vì khí lực quá mạnh cho nên có thể chịu được nhiều công kích, hiện tại Trung Thiên thực lực còn mạnh hơn nữa, vì cái gì lại ăn thua thiệt. Bành bành bành, sau khi đối chiến 10 chiêu liên tiếp, Trung Thiên không chịu nổi và phun ra một ngụm máu tươi. Chiến lực của hắn không thua nhưng khí lực lại không chịu nổi tiêu hao hao như thế. Trung Thiên, bại, người Tây Thiên vực không thể không chịu phục, muốn nói dịch viện dung bại, đó là bởi vì Lăng Hàn quái thai, bí lực liên tục không dứt không nói, hơn nữa khí lực còn mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải Lăng Hàn thực sự có chiến lực áp đảo dịch viện dung. Nhưng Trung Thiên lại bại, mọi người không nói được gì. Đánh bại chính diện, đường đường chính chính, nhìn Lăng Hàn thản nhiên như thế, những thiên tài Tây Thiên vực hận không thể xông lên đánh hắn một trận, Lăng Hàn đánh bại chú đỉnh, sinh đan đệ nhất nhân của Tây Thiên vực, quả thực đã đánh ra ma chướng cho người Tây Thiên vực. Gia hỏa này sẽ áp chế chân ngã cảnh, hóa linh cảnh của Tây Thiên vực hay sao? Một người áp chế một thiên vực, a à hát hát, nếu thần này trở thành tổ vương, hắn sẽ chân áp một thời đại. Lăng Hàn, người quá đắc ý quên hình, tăng y bồng bềnh, trắng thuần không nhiễm một hạt bụi. Phật tử, thích vĩnh minh, nhìn thấy thích vĩnh minh mở miệng, tất cả mọi người xôi trào. Nhân vật cấp đế tử sắp ra tay, Lăng Hàn mỉm cười, ta là người rất khiêm tốn, rất khiêm tốn, khiêm tốn tới mức không phải do mình nói ra. Mọi người trợn mắt, bọn họ có xúc động muốn xông lên đánh hắn. Ngươi lẻ loi một mình dám chạy đến Tây Thiên vực, như vậy còn không đắc ý quên hình." Thích Vĩnh Minh lạnh lùng nói, mặc dù tiểu tăng cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ta không cho phép ngươi tùy ý làm bậy, thật cho rằng Tây Thiên vực không người có thể trị ngươi hay sao?" Lam Hàn lắc đầu, rõ ràng chính là lấy lớn hiếp nhỏ, cần gì lấy cưới nhiều như thế. Tu vi của ngươi cao nhưng ai đánh ngã ai còn không biết đâu, ha ha ha. Gia hỏa này thật dám nói." Tất cả mọi người lắc đầu, Lăng Hàn rất bất phàm nhưng thích vĩnh minh chính là đế tử. Cái gì là đế tử? Cùng giai vô địch mới có tư cách xưng là đế tử, hơn nữa thích vĩnh minh còn cao hơn lăng hàn hai tiểu cảnh giới, đây là nghiền áp tuyệt đối. Lăng hàn có phần thắng hay sao? Thích vĩnh minh cao mày, dù hắn tu hành Phật Pháp nên không thể tức giận, nhưng bây giờ hắn sinh ra tức giận. Phật tử, không nên nói nhảm với loại người này, trực tiếp chân áp là được. Đúng đấy, kẻ này ngông cuồng không biết trời cao đất rộng, không biết mình có bao nhiêu cân lượng đánh cho hắn phục, sai, sai, Phật tử tu Phật Pháp, đương nhiên là lấy đức thu phục người, dùng đức cảm hóa. Ha ha, đúng thế, kính xin Phật tử siêu độ yêu nghiệt này. Mọi người liên tục nói ra, tuy đế tộc siêu nhiên, không thuộc về bất cứ thiên vực nào, nhưng Phật tộc lại đặc thù, trong bốn thiên vực đều có Phật tử thánh nữ, bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, bởi vậy xem Thích Vĩnh Minh là phần tử của Tây Thiên vực cũng hợp tình lý. Thích Vĩnh Minh mỉm cười, hắn cất bước tiến lên không chung. Lăng Hàn không sợ, hắn bước lên không trung và đối mặt với thích vĩnh minh người bây giờ thay đổi thái độ tiểu tăng cũng không làm khó dễ ngươi thích vĩnh minh thản nhiên nói tốt lăng hàn gật đầu ồ mọi người phía dưới sững sờ lăng hàn sợ hãi cũng phải thích vĩnh minh đã ra tay đây chính là phật tử cùng giai vô địch lại còn tranh lệch hai tiểu cảnh giới có thể không sợ hay sao lăng hàn nhoẻn miệng cười nói không phải ta xem thường các vị nhưng các vị có mặt ở đây đều là rác rưởi chương 4510, chiến Phật tử. Hắn vừa nói lời này, khóe miệng mọi người co giật. Vừa rồi ai nói hắn sợ, sợ cái rắm ha ha, còn bảo hắn thay đổi thái độ, hắn thay đổi không phải vì sợ, mà là vì hắn còn cuồng vọng hơn trước. Đáng giận, quá đáng giận, thích vĩnh minh tức giận, nói, lang hàn, người đúng là gian ngoan mất linh, lang hàn cười nói, các ngươi đều nhắm vào ta, một hồi nói muốn chân áp, một hồi muốn siêu độ ta, ta cần khách khí với các ngươi là ta ngốc hay các người quá đê tiện, mọi người rất tức giận, đám người phía dưới chừng mắt nhìn lăng hàn. Đã như thế, người phải gánh chịu hậu quả từ lời nói của mình. Thích Vĩnh Minh hừ lạnh một tiếng, hắn đánh một trường về phía lăng hàn. Phật tử ra tay, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Oanh, một trường này phóng đại vô hận, một trường ấn màu xanh đánh vào người lăng hàn như một ngọn núi lớn. Lăng hàn quan sát cẩn thận, bàn tay này cũng không phải là bí lực biến thành, chính là tay của Thích Vĩnh Minh, không biết hắn vận dụng thủ đoạn gì lại có thể phóng đại lớn như thế. Trực tiếp công kích, uy lực còn vượt qua công kích từ xa. Lăng Hàn không nhượng bộ, hắn xuất một quyền ninh đón. Bành, chẳng khác gì châu chấu đá xe, bàn tay màu xanh tiếp tục đánh xuống, hoàn toàn không bị ngăn cản, trực tiếp tát Lăng Hàn như tát con muỗi. Oanh, đất sung núi chuyển, Hắc Thạch Sơn đang run rẩy, giống như không chịu nổi lực lượng to lớn nên sắp nứt vỡ. Xong rồi, Phật tử lợi hại, một chiêu mà thôi, ha ha, vừa rồi còn tự biên tự diễn, còn nói chúng ta đều là rác rưởi, kết quả thế nào. Cho nên, làm người nhất định phải khiêm tốn một chút. Tất cả mọi người cười tô tuét, nói ra lời châm chọc, mới vừa rồi bị lăng hàn trào phúng, hiện tại bọn họ phải bỏ đá xuống giếng. Thích Vĩnh Minh thu trưởng trở về, ngay sau đó có một bóng người bay lên đứng đối diện Thích Vĩnh Minh. Là Lăng Hàn, khóe miệng của hắn có một vết máu, hỗn độn tiên đan không thể hóa giải tất cả lực lượng của Thích Vĩnh Minh, bởi vì khí lực của hắn đủ mạnh cho nên lưu lại chút máu cũng không có tạo thành nội thương. Thích Vĩnh Minh thực sự rất mạnh, lực lượng nguyên thủy cao tới nhị thập bát trọng thiên, một kích tùy ý đã cao tới nhị thập cửu trọng thiên, từ đó tạo thành hiệu quả nghiền ép Lang Hàn. Không hổ là Phật tử, Lang Hàn biết rõ, chính mình đã khinh thường đối thủ, bởi vì Thích Vĩnh Minh trong kiểm tra tại Đông Lâm đế tộc chỉ đánh ra chuẩn 6 sao, từ đó hắn xem thường đối phương, nhưng Phật tử dù sao cũng là Phật tử, nếu không có thực lực tuyệt đối hắn làm sao ngồi lên vị trí này hắn cần phải nghiêm túc một chút không thể không thừa nhận khí lực của ngươi rất mạnh thích vĩnh minh gật đầu nói nhưng mà chiến lực của ngươi kém tiểu tăng quá nhiều ngươi không thể sánh bằng tiểu tăng ha ha không nên nói quá vẹn toàn bằng không lát nữa bị đánh mặt sẽ rất đau lăng hàn cười nói hắn xông thẳng về phía thích vĩnh minh không biết tốt xấu thích vĩnh minh hừ một tiếng hắn lại xuất trưởng trường ấn lớn như quả đồi sát khí trùng kích Hỗn độn tiên đan, lang hàn đồng thời vận dụng hai đại tuyệt chiêu, hỗn độn tiên đan trực tiếp giảm ba trọng thiên chiến lực của thích vĩnh minh, mà sát khí trùng kích lại tấn công tâm thần thích vĩnh minh, đối phương cảm thấy thống khổ. Oanh, hắn ra tay nhưng không biết đánh đi nơi nào. Lại lần nữa, giống như trung thiên vừa rồi, đột nhiên đánh hụt, nhất định là tên kia vận dụng bí bảo gì đó, nếu không làm sao có thể có uy lực như vậy. Tất cả mọi người xôn xao, trước kia trung thiên đánh hụt một kích đầy khó hiểu việc này làm bọn họ cảm thấy không đúng, chẳng qua khi đó bọn họ không biết Trung Thiên Cường Đại, cho nên không đặt việc này trong lòng, nhưng Thích Vĩnh Minh cũng như thế, việc này không đúng. Lăng Hàn lại thừa cơ giết tới, hắn triển khai đồ thần thuật tấn công Thích Vĩnh Minh. Úm, ma, la, Thích Vĩnh Minh giống ba câu lục tự minh vương chú, cuối cùng cũng hóa giải sát khí trùng kích. Phật tộc vốn tự am hiểu công kích tinh thần, lục tự minh vương chú có thể siêu độ vong linh, tinh lọc tâm linh, bởi vậy, sát khí trùng kích không thể làm gì được Thích Vĩnh Minh. Gia hỏa đáng giận, người dám gài bẫy tiểu tăng, Thích Vĩnh Minh giận dữ, Phật tộc mới là lão tổ tông trong công kích thần hồn. Hắn tấn công lăng hàn, dù hắn có thể tiêu trừ sát khí trùng kích nhưng vẫn bị ảnh hưởng, chiến lực suy yếu ba trọng thiên. Oanh, khi đối kháng một kích, lăng hàn suýt bị đánh bay ra ngoài, chiến lực của hai bên kéo xuống chỉ còn cách sáu trọng thiên. Hỗn độn tiên đan của Lăng Hàn chấn động nhẹ nhàng là có thể hóa giải sạch sẽ. Lại đến, Lăng Hàn mở đồng thuật, hắn nắm lấy sơ hở của Thích Vĩnh Minh và công kích nhắm vào. Bành bành bành, hai người kịch chiến liên tục, đám người phía dưới ngây người, Lăng Hàn có thể đánh bất phân thắng bại với Thích Vĩnh Minh. Quá kinh khủng, phải biết rằng Thích Vĩnh Minh chính là Phật tử, lại nắm giữ ưu thế hai tiểu cảnh giới, hắn lại không thể trấn áp Lăng Hàn, thậm chí chỉ có thể chiếm thượng phong. Mọi người không thể tiếp nhận sự thật này, so sánh ra, chúng ta đều là rác rưởi, không biết là ai nhỏ giọng nói thầm một câu không có phản bác tất cả im lặng việc này biến thành không nắm chắc không biết trước so với lăng hàn yêu nghiệt bọn họ không phải rác rưởi thì là cái gì thích vĩnh minh cảm giác áp lực như núi tuy hắn chiếm thế thượng phong nhưng hắn cũng biết chính mình chiếm cứ yêu thế cảnh giới dùng thân phận phật tử của hắn phải dễ dàng đánh bại lăng hàn hiện tại cục diện rằng co kéo dài thêm một giây cũng làm hắn mất mặt xấu hổ hắn gào to oanh sau đầu xuất hiện phật quang toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vô tận giống như hóa thân cao tăng đắc đạo khổ hải khôn cùng quay đầu là bờ hắn quát ông phật âm nhộn nhạo giống như thiên địa ngâm tụng lăng hàn cảm giác tâm linh bị ảnh hưởng dường như hắn muốn buông tất cả để giải thoát ý chí của hắn vô cùng kiên định sau khi hắn chém sát niệm ý chí còn mạnh hơn xưa hắn lập tức ngưng tụ tâm thần dùng sát khí trùng kích đáp lễ a à, dù thích vĩnh minh đã có đề phòng hắn vẫn kêu gào thảm thiết chiến lực lại giảm xuống Lăng Hàn thừa cơ cường công, hắn có xu thế áp chế Thích Vĩnh Minh. Kim thân La Hán, Thích Vĩnh Minh hợp hai tay thành chữ thập, Phật quang sau đầu hóa thành kim quang, toàn thân của hắn biến thành màu vàng và tỏa ra màu kim loại sáng bóng, giống như hắn là Phật Đà làm bằng vàng ròng. Bành, Lăng Hàn đối chiến với hắn, lực phá hoại đáng sợ truyền vào tay Lăng Hàn. Đây không chỉ là lực lượng bá đạo, nó còn sắc bén như tiên kiếm. Chương 4511, Kim thân La Hán. Đây là năng lượng tầng thứ cao chỉ có năng lượng tầng thứ cao mới có thể sinh ra hiệu quả khắc chế bí lực mạnh như vậy, cho dù trong tình huống lực lượng không bằng cũng có hiệu quả khắc chế kỳ lạ. hỗn độn tiên đan chấn động nhẹ nhàng, cũng hóa giải lực lượng đánh tới hơn phân nửa, nhưng năng lượng tầng thứ cao phân giải hơi vội vàng, cho nên lang hàn cũng bị trùng kích nhất định. lang hàn cao mày chỉ thấy trên nắm tay của hắn có máu tươi, mà năng lượng tầng thứ cao kéo dài đến vai, kinh mạch trên đầu cánh tay của hắn cũng bị thương. hắn vẫy vẫy tay, đây là năng lượng tầng thứ cao kim thuộc tính hơn nữa còn xếp hạng cao trong năng lượng tầng thứ cao, lực phá hoại cực kỳ kinh người, nếu không sẽ không thể phá vỡ thân thể và làm kinh mạch của hắn bị thương. Ha ha ha, thích vĩnh minh cười to, nói, chỉ là tiểu võ giả bắc thiên vực, làm sao biết rõ cái gì gọi là thực lực chân tránh. Oanh, 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 hắn không ngừng công kích, năng lượng màu vàng sôi trào, giống như la hán đang giận dữ muốn hàng yêu phục ma. Lăng Hàn sử dụng sát khí trùng kích đánh, thức hải của Thích Vĩnh Minh trong trạng thái kim thân La Hán vô cùng vững chắc, tuy tiểu nhân màu đen miến cưỡng tiến vào thức hải nhưng năng lượng bản thân đã hao hết, lập tức biến mất sạch sẽ. Hừ, người không biết ngã Phật tộc am hiểu nhất chính là trừ tâm ma hay sao? Thích Vĩnh Minh cười lạnh, hắn đánh ra một trường ác liệt. Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật, năng lượng tầng thứ cao bị hắn rút ra, nhưng đây là một thuộc tính, sinh cơ giạt rào, cánh tay phải của Lăng Hàn khôi phục như cũ. Quả nhiên, Thích Vĩnh Minh là Phật tử không thể so sánh với đế tử chính thức, nhưng Phật tử dù sao cũng là Phật tử, hắn còn mạnh hơn thiên tài như dịch viện dung rất nhiều thủ đoạn bình thường không được dù sao chiến lược tranh lệch quá lớn lang hàn cũng không có ý định nhận thua không nói đây là hai đại thiên vực tranh giành vinh dự hơn nữa còn vì dưỡng hồn thạch hắn không có đạo lý lùi bước hắn nâng tay lên hỗn độn thần lôi tấn công a à, thích vĩnh minh kêu la thảm thiết hắn lập tức lâm vào trong ảo cảnh hắn là phật tử am hiểu nhất chính là tinh thần công kích trong nháy mắt sau đó hắn hét lớn một tiếng và khôi phục lại vào lúc này một đạo lôi đình đánh tới bên cạnh hắn hắn vội vươn tay ngăn cản lôi quang sôi trào một kích này cũng không làm hắn bị thương nhưng hắn cũng giật mình vì chiến lược lăng hàn đã mạnh hơn hai trọng thiên đây là quái vật gì rõ ràng chỉ là sinh đan trung kỳ nhưng chiến lược vượt qua kẻ đứng đầu sinh đan trên tinh võng nếu gia hỏa này trở thành sinh đan viên mãn hắn sẽ mạnh cỡ nào trong lòng hắn sinh ra sát cơ không thể lưu gia hỏa này được nếu không kẻ này nhất định là đối thủ lớn nhất trên con đường thành đạo của mình. Chết, hắn nói thầm trong lòng, oanh, 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 hắn xuất trưởng nhanh hơn trước. Lăng Hàn mở màn sáng tinh thần ra, hai đấm chấn động và mang theo năng lượng hủy diệt. So năng lượng tầng thứ cao, ai sợ ai, hắn hét lớn một tiếng, lúc này đón đánh thích vĩnh minh. Nhìn thấy năng lượng màu đen kia, trong nội tâm thích vĩnh minh sinh ra hàn ý khó nói thành lời, bản năng muốn né tránh nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể, đường đường Phật tử, trong tình huống chiếm cứ ưu thế cảnh giới lại không dám đánh chính diện. Ha ha, về sau hắn còn mặt mũi đi lại trong thiên hạ hay sao? Tốt, người muốn đánh chính diện, ta sẽ đánh người tàn phế. Thích vĩnh minh lạnh lùng, năng lượng tầng thứ cao kim thuộc tính ngưng tụ tới mức tận cùng, sau đó lại tấn công lăng hàn. Bành, hai người va chạm với nhau, năng lượng vô tận sôi trào, có sông lên trời, có rơi xuống đất. Đừng nhìn đây chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại, nhưng đối với đại bộ phận người ở đây mà nói, chúng giống như tai họa khủng bố, bọn họ nhất định phải tránh né. Các thiên tài như Trung Thiên, Dịch Viện Dung không cần tránh, bọn họ phất tay đánh tan ảnh hưởng còn lại, bọn họ chỉ quan sát tình hình chiến đấu như thế nào. Lăng Hàn cảm thấy năng lượng kim thuộc tính đáng sợ kia mang theo sát ý không gì không phá, nó dễ dàng xé nát màn sáng tinh thần, đánh tan khí lực và xâm nhập vào kinh mạch của hắn. Khá tốt, vẫn dừng ở vai. Bên kia, thích vĩnh minh cũng không tốt hơn chỗ nào, năng lượng hủy diệt tập kích, hộ thể thuẫn bảo hộ hắn như băng tuyết gặp nước sôi, bị đánh tan không còn thứ gì. Sau đó, năng lượng hủy diệt xâm lấn, kim thân của hắn tối lại rất nhiều. Thích vĩnh minh kinh hãi, kim thân là phương pháp vận dụng năng lượng, hắn hóa thân thành hàng yêu la hán, thân thể vững như Phật kim, không gì có thể phá. Tại sao lại như vậy? Đối mặt với năng lượng thần bí, năng lượng kim thân bị đánh tan, còn bị ăn mòn không ít. Khốn kiếp, đây là năng lượng tầng thứ cao sao? Bành, sau khi tiếp xúc ngắn ngủi lăng hàn bị đánh bay ra ngoài nói đến lực lượng hắn còn kém xa thích vĩnh minh mọi người nhìn thấy lăng hàn cùng thích vĩnh minh đứng cách xa nhau khoảng trăm trượng cánh tay phải lăng hàn rũ xuống thích vĩnh minh khôi phục như cũ không còn là kim thân la hán thích vĩnh minh thắng ân còn chưa vận dụng kim thân hiển nhiên thắng rồi ha ha dù sao cũng là phật tử a à, tây thiên vực chúng ta vẫn lợi hại cuối cùng cũng chân áp ma đầu kia ách chẳng lẽ các ngươi không có nghĩ tới Lăng hàn hiện tại chỉ là sinh đan trung kỳ sao đám người đang bàn tán sôi nổi nhưng một câu nói làm mọi người im lặng đúng vậy lăng hàn chỉ là sinh đan trung kỳ khốn kiếp tại sao có sinh đan trung kỳ biến thái như thế lăng hàn chấn động cánh tay phải hắn vận chuyển thập tu thuật cánh tay phải khôi phục như ban đầu nhưng hắn phát hiện quá trình này dài hơn lần trước hiển nhiên thập tu thuật khôi phục cũng không phải vạn năng liên tục trị liệu trong thời gian ngắn thì hiệu quả sẽ giảm xuống nếu là như vậy Lăng Hàn xông lên tấn công Thích Vĩnh Minh, hắn xuất quyền bằng tay trái. Thích Vĩnh Minh khẽ cắn môi, hắn dùng tay phải đón đánh Lăng Hàn, lúc này trên tay phải hắn có năng lượng màu vàng bao phủ, bởi vì hắn không thể vận dụng kim thân la hán. Ha ha, đây là chống cửa cuối cùng, người xem, Phật tử đã khinh thường vận dụng kim thân la hán, chỉ cần tùy ý suốt một trường cũng có thể chấn áp. Có người cười nói bình luận, rất nhiều người đồng ý cách nói này. Oanh, Lăng Hàn và Thích Vĩnh Minh va chạm với nhau, không có kim thân la hán gia trì, chiến lực của thích vĩnh minh giảm xuống một đoạn, tuy lăng hàn bị đánh bay lần nữa, nhờ có màn sáng tinh thần, khí lực siêu cường, hỗn độn tiên đan bảo vệ, lăng hàn chỉ chấn động một lúc mà thôi. Trái lại thích vĩnh minh, năng lượng kim loại trên bàn tay bị năng lượng hủy diệt thôn vệ hoàn toàn, hơn nữa còn lan tới bàn tay của thích vĩnh minh, hắn sợ tới mức vận dụng vài loại bí thuật, luống cuống tay chân mới tiêu trừ tất cả năng lượng hủy diệt. Lăng hàn cười ha ha, chương 4512, giếng cổ. Lăng Hàn phản công cường thế, mà thích vĩnh minh kiêng kỹ năng lượng hủy diệt, nếu không dám đón đỡ, hắn không thể không tránh né, lại còn chọn cách du đấu, không ngừng phản kích từ hai bên. Này, tại sao lại nghịch chuyển như thế? Ách, Phật tử khinh thường đối kháng chính diện với tiểu tử Bắc Thiên Vực. Lúc này còn có người nói khoác thay thích vĩnh minh, đám người miễn cưỡng gật đầu, những người khác giữ im lặng. Bọn họ có thể nói gì? Không thấy thích vĩnh minh bị đánh chạy vòng quanh hay sao? Oanh, 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 sau khi tấn công vài lần thích vĩnh minh cũng phản kích lần cuối oanh trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng phật quang chiếu rọi la hán hàng lâm nhân gian yêu nhiệt xem chiêu thích vĩnh minh đánh ra một kích hắn biết rõ một kích này sẽ đánh lăng hàn trọng thương khôi phục thời gian dài như thế hắn lại tích lũy năng lượng kim hệ tới mức nhất định hiện tại là lúc bộc phát chả lẽ lại sợ ngươi lăng hàn đánh ra quyền trái bành hai người va chạm lần nữa lực lượng khủng bố đánh tới Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, cánh tay trái co rút lại, từ kinh mạch đến xương cốt đều bị đả kích nghiêm trọng. Thích Vĩnh Minh không tốt hơn chút nào, kim thân biến mất. Phật tử lại dùng tới kim thân, đã xảy ra chuyện gì? Có người hỏi, đám người nói khoác lúc trước giật mình, dường như đang tìm kiếm biện pháp giải thích. Mà đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm cho Phật tử không kiên nhẫn, cho nên mới phải giải quyết dứt khoát. Được rồi, như vậy cũng được, Lăng Hàn vận chuyển thập tu thuật, cánh tay trái lập tức khôi phục như bình thường, hắn đi về phía Thích Vĩnh Minh, đùi phải đá ra, trên bàn chân còn mang theo năng lượng hủy diệt. Đến, tiếp chiêu đi, Thích Vĩnh Minh giận dữ, người dùng tay không được sao, dùng chân là có ý gì? Người đang xem thường ta, hắn cố gắng chắt lọc năng lượng kim hệ, cố gắng ổn định kim thân, sau đó đáp lễ lang hàn. Bành, sau một kích, lang hàn bị đánh bay, Thích Vĩnh Minh lại thoát ra khỏi trạng thái kim thân la hán lần nữa. Lang Hàn cười ha ha, thập tu thuật chữa trị đùi phải, hắn bước lên và đổi dùng chân trái. Thích Vĩnh Minh tức giận gào to, hắn cho rằng đây là nhục nhã. Nhưng không có kim thân gia trì, hắn sẽ bị sát kích trùng kích ảnh hưởng, chiến lực không cách nào vượt qua lăng hàn sáu trọng thiên, hơn nữa cũng không có năng lượng kim hệ sắc bén, hắn làm sao uy hiếp lăng hàn. Sau vài lần công kích, lăng hàn bình yên vô sự, Thích Vĩnh Minh cực kỳ đau đầu, năng lượng hủy diệt uy hiếp hắn quá lớn, hắn không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh né chính diện, từ đó hắn vừa vội vừa giận. Đường đường Phật tử, trong tình huống chiếm cứ ưu thế cảnh giới lại bị áp chế. Hắn làm sao chịu nổi, đúng là không có biện pháp, Lăng Hàn chẳng những có lực phòng ngự kinh người, lực khôi phục sức khỏe quá biến thái, càng mấu chốt là, lực công kích của gia hỏa này quá mạnh, tại sao lại có biến thái như thế? Hắn không thể vừa đánh vừa lui, hắn làm như vậy sẽ bị người ta chê cười, Phật tử sợ chiến. Vị kia, người nói tình huống hiện tại là thế nào? lại có người hỏi kẻ chuyên khoác lác thay thích Vĩnh Minh. Ách, người nọ há to mồm, muốn nói lời hữu ích thay thích Vĩnh Minh nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn ngậm miệng lại. Ha ha, hai vị thiên kiêu trẻ tuổi, kính xin tạm dừng một chút. Phía dưới có giọng nói vang lên, mọi người nhìn sang, chỉ thấy đó là lão giả tóc bạc nhưng tu vi cũng chỉ là chú đỉnh. Lão hủ là môn chủ Hắc Thạch môn, lão giả tự giới thiệu mình, nha, nghe hắn nói như vậy, mọi người mới giật mình, khó trách lão nhân có thể xuất hiện ở chỗ này thì ra là chủ nhân. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, lão hủ dựa theo các cổ thánh nhân phân phó, ý định mở ra thiên kiêu chiến lần này. Lão giả không báo tên của mình, trên thực tế báo cũng không có người để ý, một cặn bã chú đỉnh yếu ớt, làm sao có thể lọt vào mắt các thiên tài. Hiện tại sắp tranh đoạt dưỡng hồn thạch, tất cả mọi người hưng phấn, nhưng nơi này có hai gia hỏa biến thái như Lăng Hàn và Thích Vĩnh Minh, bọn họ lại nhụt trí. Lão hủ đặt dưỡng hồn thạch trong một giếng cổ, lão giả nói ra, Ai chiếm được dưỡng hồn thạch, dưỡng hồn thạch thuộc về người đó. Hắn dừng một chút, lại nói, giếng cổ này rất quỷ dị, người xuống dưới không ai còn sống đi ra, mà thỉnh thoảng có tiếng kêu gào vô cùng khủng bố. Cho nên, nếu không đủ thực lực, kính xin các vị không nên dùng thân thử nghiệm. Nghe hắn nói xong, mọi người không cho là đúng, người chỉ là chú đỉnh nho nhỏ, trong môn phái có cao thủ gì chứ. Giếng cổ ở đâu, có người hỏi, mời đi theo lão hủ, lão giả quay người, bắt đầu dẫn đường thích vĩnh minh hừ một tiếng lần này tạm thời tha cho ngươi dứt lời hắn quay người bay đi hắn biết rõ chính mình không làm gì được lăng hàn cho nên đây là cái cớ ngưng chiến tốt nhất lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn không đáp lời chỉ đi theo lão giả chỉ cần lấy được dưỡng hồn thạch hắn nhất định có thể tu đến sinh đan trung kỳ đỉnh phong tiến vào sinh đan cảnh hậu kỳ khi đó chiến lực sẽ tăng lên rất lớn đến lúc đó tái chiến thích vĩnh minh khi đó không còn là ngang tay mà là hắn đẻ đánh thích vĩnh minh lão giả dẫn đường phía trước hắn nhanh chóng dừng lại trước một căn phòng giếng cổ nằm trong phòng phía trước lão giả nói ra bởi vì âm thanh phát ra quá mức thê lương cho nên mới phải tạo ra một tòa căn phòng tránh có âm thanh truyền ra các vị lão hủ khuyên các ngươi lần nữa giếng cổ phi thường quỷ dị phi thường nguy hiểm nói xong lão giả quay người rời đi không ai chú ý tới hắn ánh mắt lão giả lóe sáng giếng cổ này tồn tại không biết bao nhiêu năm nó tạo thành phức tạp lớn với hắc thạch môn cho nên hắn linh cơ khẽ động, lúc này ném dưỡng hồn thạch vào trong giếng cổ, muốn lợi dụng những thiên kiêu này giải quyết vấn đề thay hắc thạch môn. Vạn nhất những thiên kiêu này chết hết không thành công thì sao? Nhất định sẽ có người mạnh hơn tới đây, hắn phụng lệnh thánh nhân làm việc, ai dám trách cứ hắn chứ, làm thế khác gì tát vào mặt thánh nhân. Ha ha, các vị, ta đi trước một bước, lúc này có người lao tới, hắn đánh ra một quyền, ầm, căn phòng phía trước biến thành mảnh vỡ, quả nhiên bên trong có một giếng cổ tránh ra, ta trước, lúc này có người lao tới chặn đường, bành, 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 hai người này kịch chiến với nhau, chuyện này rất đơn giản, ai tiến vào giếng cổ trước, đạt được dưỡng hồn thạch sẽ là của người đó. Trong khoảng thời gian ngắn, chương 4513, thiết giáp nhân, dưỡng hồn thạch có thể trợ giúp dưỡng tiên đan sinh đan trung kỳ, còn có hiệu quả tầm bổ linh hồn với võ giả mỗi cảnh giới, nếu không có một vị thánh nhân mở miệng, nói tặng kỳ ngộ này cho người trẻ tuổi. Khi đó nhất định sẽ có lão quái vật chân ngã cảnh hóa linh cảnh chạy tới. Hiện tại, tầm bảo trong giếng cổ, mỗi người đều có cơ hội, tự nhiên tranh giành kịch liệt. Siêu, 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 u, mọi người liên tục nhảy vào trong giếng cổ. Lăng Hàn cũng không vội, này giếng cổ này là đơn hướng, cho nên, cho dù ai cướp được dưỡng hồn thạch, hắn cũng có thể đoạt lấy. Cho dù thích vĩnh minh lấy được, Lăng Hàn cũng không sợ. Bởi vì vừa rồi hắn đánh với thích vĩnh minh, hắn không có sử dụng toàn bộ át chủ bài. Hỗn độn cực lôi tháp, địa long, đây là hai át chủ bài lớn nhất của hắn. Lăng Hàn nhảy vào trong giếng cổ, khi xuống vài trượng hắn cảm thấy có khí lạnh ập tới, toàn thân hắn nổi ra gà. Không chỉ thân thể lạnh lẽo, còn có cái lạnh xâm nhập linh hồn. Phi thường quỷ dị, khó trách lão nhân hắc thạch môn liên tục cảnh cáo, cũng không phải thực lực chỉnh thể hắc thạch môn quá yếu. Lăng Hàn khống chế tốc độ, hắn không rơi xuống quá nhanh, hắn mở thần ý câu thông với địa mạch. Nơi này có địa mạch nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, địa mạch lại là độc lập, nó không liên hệ với các địa mạch nào khác. Việc này không đúng, địa mạch tương đương mạch máu của tinh thể, mỗi một địa mạch đều tương thông với nhau, làm sao có thể xuất hiện địa mạch độc lập? Cho nên, nhất định là con người làm ra, nhưng người nào có thể mạnh đến mức cải biến địa mạch? Hoặc là cường giả tuyệt thế, ít nhất là cấp bậc thánh nhân, hoặc là là trận sư thánh cấp. Lăng Hàn có thể lợi dụng địa mạch, hắn chỉ có thể xưng là tông sư, mà thánh sư có thể cải biến địa mạch thậm chí dùng ngôi sao trong vũ trụ làm trận cơ bố trí đại trận tuyệt thế có thể đổ sát thánh nhân hí hắn hít khí lạnh cho dù là thánh nhân hay thánh sư tham dự vào nơi này bất phàm hiện tại lui lại lăng hàn lắc đầu nơi này có khả năng vô cùng nguy hiểm nhưng có thể là một kỳ ngộ xem trước nói sau tuy chỉ có một đầu địa mạch nhưng lăng hàn vẫn có thể lợi dụng ít nhất có thể thuấn gian di động lên mặt đất dễ dàng khi đó hắn sẽ xuất hiện gần hắc thạch sơn giếng cổ này rất sâu Lăng Hàn đã rơi xuống ít nhất 5 phút nhưng chưa thấy đáy, hắn không ngừng rơi xuống, hơn nữa, trọng lực trong giếng rất mạnh, hắn không ngừng gia tốc rơi xuống. Lăng Hàn vội vàng phát lực chống cự, hắn duy trì tốc độ hiện tại, nếu chạm đất với tốc độ cực cao, hắn chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Lại rơi xuống vài phút, rốt cuộc Lăng Hàn cảm ứng được sắp tới đáy, hắn vội vàng dừng lại. Bang, 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 không chỉ có một người nhảy xuống theo hắn, có thật nhiều người không làm được thậm chí có những người không biết sắp chạm đất cho nên va chạm với mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe, cảnh tượng rất thê thảm, có ít người chân chạm đất, lực trùng kích to lớn làm gãy xương, như vậy còn tốt, có vài người bị người khác rơi trúng đầu, đầu nổ tung, trực tiếp chết oan chết uổng. Nói ra thật buồn cười, đường đường cao thủ sinh đan lại bị ngã chết. Trên thực tế nó đã xảy ra, hơn nữa còn tiếp tục xảy ra. Mặt đất quá cứng, đương nhiên, cao thủ như thích vĩnh minh, dịch viễn dung có thể khống chế thân thể rất tốt, không có phát sinh sự kiện đụng xe khó trách người hắc thạch môn tiến vào không thể ra chú đỉnh đến nơi này chính là chịu chết nhưng vấn đề là dưỡng hồn thạch đâu hắc thạch môn vứt bảo thạch vào nơi này tảng đá không có chân nó làm sao chạy được mọi người tìm kiếm nhưng cũng không có phát hiện dưỡng hồn thạch ngược lại phát hiện một cái động đi thông tới nơi nào đó này chẳng lẽ động này có sinh vật nên đã lấy dưỡng hồn thạch đi làm sao bây giờ có người hỏi hắn không có chủ ý tinh võng có tín hiệu nên báo tình huống cho gia tộc biết đúng mọi người liên hệ với gia tộc và tông môn của mình tình huống bây giờ hơi khác biệt trong giếng cổ có khả năng ẩn chứa bí mật lăng hàn đi nhanh hắn đi vào trong động hắn là trận đạo tông sư có thể lợi dụng địa mạch có thể chiến có thể lui cho nên hắn không sợ thấy lăng hàn xuất phát đầu tiên những người khác vội vàng đuổi theo với lực phòng ngự của lăng hàn nếu dưỡng hồn thạch tiến vào túi hắn có ai đoạt được chứ hơn nữa Tiểu tử này đi trước cũng tốt, vừa vặn có hắn dò đường, có nguy hiểm gì cũng là Lăng Hàn thừa nhận trước. Lăng Hàn tự nhiên phát hiện người đi theo phía sau, hắn cũng đoán được suy nghĩ của đám người này, hắn cười nhạt một tiếng, muốn lợi dụng chính mình. Hắn vừa đi vừa quan sát địa mạch, tình huống nơi này đặc thù, giống như có một loại lực lượng nào đó áp chế địa mạch, bởi vậy, cho dù Lăng Hàn là trận đạo tông sư, khả năng quan sát của hắn rất hạn chế. Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh chói tai, rất giống đồ vật sắc bén kéo lê trên mặt đất từ phía trước truyền tới lang hàn dùng mình hắn dừng lại không chỉ có hắn những người khác cũng nghe thấy người nào cũng dừng bước tất cả mọi người đang đợi các chờ đợi người hoặc vật phát ra âm thanh tới gần tốc độ của thứ kia quá chậm mọi người chờ cả buổi nhưng không hiện thân chỉ có âm thanh quanh quẩn trong hang lang hàn cất bước tiến lên lần nữa mọi người nhìn nhau và đuổi theo chưa chạy bao lâu lang hàn dừng lại bởi vì âm thanh đã rất gần nhưng bởi vì phía trước quá mờ nên chỉ nghe thấy âm thanh không thấy cái gì khác xíu u có người đánh ra một hỏa quyền ánh lửa hừng hực chiếu sáng bốn phía ồ tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng trước mặt chính là một thiết giáp nhân trong tay phải cầm một thiết mâu hắn kéo lưỡi mâu trên mặt đất nên mới phát ra âm thanh chói tai quả nhiên có người mau dao dưỡng hồn thạch ra đây có người nóng tính đi tới trong tay cầm một thanh đao bộc phát ra ánh sáng kinh người hắn chém mạnh vào thiết giáp nhân nếu môn chủ Hắc Thạch môn nói không sai, dưỡng hồn thạch bị tên kia nhặt được. Nghĩ lại, chỉ là một chú đỉnh cảnh, hắn dám làm trái ý thánh nhân hay sao? Hiện tại Đao Mang rừng rực, mọi người nhìn thấy rõ ràng, thời điểm người nọ tiếp cận Thiết Giáp Nhân, Thiết Giáp Nhân bước đi chậm chạp lại ra tay phản kích, tay phải vung lên, chiến mâu đâm vào người kia. Phốc, chiến mâu vô kiên bất tồi, nó dễ dàng đánh tan Đao Mang, sau đó mũi thương đâm vào ngực người nọ, cũng đóng đinh người nọ vào vách động. Người nọ liên tục giấy ruột tứ chi lắc lư càng lúc càng nhỏ, tay chân rủ xuống, khí tức sinh mệnh biến mất sạch sẽ. Quỷ dị là, thi thể người nọ giống như chết đi từ vài trăm năm trước. chương 4514, lại gặp âm hồn. Một mâu giết địch, việc này cũng không khoa trương, nhưng một kích biến người ta thành thây khô, chuyện này thập phần quỷ dị. Lớn mật, tất cả mọi người hét lớn, thiết giáp nhân chấp mâu trong tay, lạnh lùng nhìn mọi người. Toàn thân của hắn bao phủ trong khôi giáp, còn không thể nhìn thấy mắt và tóc, thân hình thiết giáp nhân thập phần cao lớn, hắn đứng đó còn gây ra áp lực khủng bố lên mọi người. Mọi người ở đây cho rằng hắn không dám chủ động xuất kích, lại không ngờ thiết giáp nhân bước lên một bước, hắn xông về phía mọi người ới tốc độ kinh người, mũi thương đâm thẳng vào lăng hàn. Không có biện pháp, hắn đứng trước nhất, lăng hàn không sợ, hắn đánh ra một quyền ẩn chứa màn sáng tinh thần, hắn đối chiến với chiến mâu. Bành, một kích đánh vào chiến mâu, mũi mâu sinh ra hỏa diễm đáng sợ, còn có năng lượng tầng thứ cao sôi trào, thân thể lăng hàn lảo đảo, hắn lui về sau vài bước, lực lượng của thiết giáp nhân còn hơn hắn. Không gì hơn thế này, đám người thích vĩnh minh, trung thiên nói thầm trong lòng, có lăng hàn thử nghiệm, kiên kỵ của bọn họ giảm đi một nửa, thiết giáp nhân cường đại chính là chiến mâu trong tay hắn, đây là pháp khí quỷ dị có thể hấp thu tinh huyết của người khác. Giao dưỡng hồn thạch ra đây, vài người xông lên phía trước, tất cả đều tấn công thiết giáp nhân. Thiết giáp nhân không nói một lời, nó vung chiến mâu phản kích, thực lực của thiết giáp nhân khoảng nhị thập tứ trọng thiên là rất mạnh, nhưng thiên tài thực lực như thế ở lại không ít, bọn họ liên tục vây công, thiết giáp nhân chịu nổi. Sau khi thiết giáp nhân trúng vài trọng kích, trọng giáp trên người hắn rơi xuống. Ông, nhưng mọi người ở đây cho rằng đã hạ được thiết giáp nhân, trên chiến giáp của hắn xuất hiện nhiều đường vân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, chiến lực của thiết giáp nhân tăng lên rất lớn. Hắn vung mâu lên, không có người nào dám tranh phong, bọn họ liên tục lui về phía sau uy lực quá mạnh mẽ có lẽ hiện trường chỉ có lực lượng của thích vĩnh minh mới có thể áp chế hắn nếu không cho dù là trung thiên cũng không được mọi người đều kinh hãi dưới giếng cổ xuất hiện hắc giáp nhân có chiến lực vượt qua sinh đan đệ nhất nhân trên tinh võng đây là việc không thể tưởng tượng nổi phải biết rằng hắc thạch môn chỉ là tiểu thế lực chú đỉnh mà thôi chẳng lẽ nơi này có người cố ý bố trí không đúng không đúng cát cổ thánh nhân nhúng tay chuyện này là việc thiên hạ đều biết ai dám động tay chân vào việc của thánh nhân Nói cách khác, thiết giáp nhân vẫn ở dưới giếng cổ, bởi vì dưỡng hồn thạch cho nên mới bị mọi người phát hiện. Kỳ quái, có được chiến lực cường đại như vậy, tại sao nó ở lại nơi này? Thật, với chiến lực như thế, bất cứ thánh địa nào cũng tranh thu làm đệ tử, hơn nữa sẽ dùng toàn lực bồi dưỡng. Rốt cuộc ngươi là ai? Trung thiên quá to, thiết giáp nhân không có ý trả lời nhưng hắn thật nghe được, bởi vì một mâu kế tiếp đâm thẳng về phía trung thiên. Oanh, uy lực một kích này chỉ ít cũng có lực lượng nhị thập bát trọng thiên, Trung Thiên không dám đón đỡ, hắn nghiêng người tránh né. Lăng Hàn mở đồng thuật quan sát, sắc mặt của hắn ngưng trọng. Không thể nào, Lăng Hàn bộc phát hỗn độn tiên đan chỉ nhằm vào thiết giáp nhân nhưng không có tác dụng, chiến lực của thiết giáp nhân không bị suy yếu mảy may, nó vẫn có thể đại sát tứ phương. Quả nhiên, để tiểu tăng ra tay, thích vĩnh minh đi tới, ông, sau đầu hắn xuất hiện Phật Quang, toàn thân tỏa ra kim quang sáng ngời, sau đó hắn đánh một trưởng vào thiết giáp nhân. Ban đầu thiết giáp nhân đang đuổi giết mọi người, nhưng thích vĩnh minh bộc phát kim quang hắn lập tức quay tới nhắm vào thích vĩnh minh tuy không nhìn thấy mặt nhưng ai cũng cảm nhận được căm thù mãnh liệt của hắn xíu yêu yêu thiết giáp nhân ra tay tấn công thích vĩnh minh bành đối chiến một kích thiết giáp nhân bị đánh bay ra ngoài hắn đâm vào vách động nhưng vách động thật chắc chắn bị va chạm mạnh như thế nhưng không thủng lỗ mà là bắn thiết giáp nhân bay trở về quỷ dị là thiết giáp nhân lại đứng lên tấn công thích vĩnh minh trong lòng thích vĩnh minh chửi ầm lên tại sao lại nhắm vào ta? Lăng Hàn có chiến lực kém hắn 10 trọng thiên, hắn lại không thể đánh chết, cho dù trọng thương cũng có thể khôi phục, hiện tại thiết giáp nhân cũng thế, rõ ràng chiến lực kém xa hắn, bị đánh bay như vậy nhưng có thể đứng lên tấn công mình. Ta có thù với cả nhà của ngươi sao? Thích Vĩnh Minh hét lớn một tiếng, đương nhiên hắn không sợ, hắn xuất trưởng tỏa ra kim quang ấm áp như tắm trong gió xuân. Hắn rất cường đại, một trưởng này đánh thiết giáp nhân bại lui, thiết giáp nhân như kẻ không có đầu óc, toàn đầy cơ bắp, rõ ràng không địch lại nhưng vẫn trọi cứng với Thích Vĩnh Minh. Thiết Giáp Nhân cũng không phải lăng hàn, hắn không có hỗn độn tiên đan hóa giải lực lượng tập kích, sau khi chúng vào trăm chiêu, ầm, mũ giáp của hắn bị đánh bay. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô, không phải bọn họ nhìn thấy một gương mặt xấu xí, mà là không nhìn thấy gì. Đúng, đó là một đám khí. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thiết giáp nhân này nhỏ con nên mới mặc giáp to như thế? Sắc mặt thích vĩnh minh thay đổi, âm hồn, hắn xuất thân Phật tộc, hắn có lực cảm ứng âm hồn hơn xa người thường, bởi vậy, hắn nhìn ra kẻ này không phải người lùn, mà là âm hồn điều khiển chiến giáp. Khó trách, trước kiệu anh kích vô dụng, thì ra là âm hồn điều khiển, tự nhiên không sợ chỗ hiểm, không sợ trọng kích. Âm hồn, mọi người quát lớn, nội tâm nghiêm túc, bọn họ đã nghe rất nhiều việc về âm hồn, năm đó trên một tinh cầu có điểm liên thông với âm phủ, có rất nhiều âm hồn xuất hiện, kết quả một vị thánh nhân vẫn lạc. Quá kinh khủng, cho nên, vạn nhất nơi này là điểm liên thông thì sao? Chỉ có lang Hàn lạnh nhạt, hắn thông qua địa mạch quan sát, cho dù không đủ tường tận nhưng có một điểm có thể khẳng định, nơi này không liên thông với âm phủ. Thích Vĩnh Minh hừ một tiếng, hắn xuất kích lần nữa, lại vận dụng lục tử minh vương chú, thứ này có hiệu quả khắc chế âm hồn rất mạnh. Quả nhiên, lục tử minh vương chú lại phối hợp thần thông Phật tộc của Thích Vĩnh Minh, thiết giáp nhân không gánh được, nó hóa thành khói đen và bay ra khỏi chiến giáp. 3. Chiến giáp rơi xuống đất giống như đồng nát sắt vụn. Tuy, tại sao lại không có dưỡng hồn thạch? Dưỡng hồn thạch bị âm hồn giấu ở nơi sâu hơn, nơi này không chỉ có một âm hồn, tất cả mọi người cao mày, xem ra nơi này có không ít âm hồn. Chương 4515, cánh cửa cực lớn. Rất nhiều người do dự, bọn họ suy nghĩ có nên đi tiếp hay không. Nhưng đám người thích Vĩnh Minh, Trung Thiên không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, bọn họ đã tiến lên phía trước. Lăng Hàn sẽ không lùi bước, hắn còn có phần chờ mong, nếu như có thể tiến vào âm phủ, hắn sẽ có cơ hội gia tăng cường độ linh hồn chưa đi được bao xa bọn họ lại nghe thấy âm thanh giống lần trước quả nhiên phía trước nhanh chóng xuất hiện một thiết giáp nhân nó giống với con lần trước thích vĩnh minh sông lên tấn công nhưng thiết giáp nhân lại yếu không hợp thói thường sau khi chúng một trưởng đã bị tiêu diệt âm hồn hóa thành hư vô chiến giáp rơi xuống đất chỉ là cấp bậc chú đỉnh mọi người nói ra thì ra không phải âm hồn nào ở đây cũng là sinh đan cảnh việc này không làm mọi người thở phào nhẹ nhõm trái lại, bọn họ càng lo lắng. Thực lực của âm hồn biến hóa thất thường, từ đó nói rõ nơi này có khả năng liên thông với địa phủ, lần sau sẽ là cấp độ gì. Đi, luôn có người to gan thực lực mạnh tiến lên, bước đi, nơi này có rất nhiều âm hồn bám vào chiến giáp, thực lực tranh lệch rất lớn, thấp chỉ có thực lực trúc cơ, cao thì đạt tới sinh đan, trước mắt chưa gặp qua cấp bậc vượt qua chân ngã cảnh. Con đường này rất dài, bọn họ đi một giờ, bởi vì đề phòng nên không dám đi quá nhanh, cho dù đi lâu như vậy cũng chỉ đi được ngàn dặm. Nơi này đi thông nơi nào, Lăng Hàn lại biết rõ sắp đến cuối cùng, hắn có thể câu thông địa mạch, cảm giác vượt xa những người khác. Quả nhiên, sau khi đi một lúc, bọn họ đã đi tới cuối cùng. Con đường lúc trước cũng đủ rộng, tuy rộng rãi nhưng chỉ đủ một xe ngựa vượt qua, sau khi đi tới nơi này, phía trước lớn kinh người. Khi bọn họ tiến lên phía trước, xuất hiện một không gian cực lớn, nơi này cao ngàn trượng, mà độ rộng cũng đạt tới mấy trăm trượng càng kinh người là phía trước có cánh cửa đá rất lớn trong khoảng thời gian ngắn tâm thần của tất cả mọi người bị hấp dẫn bọn họ không nói thành lời lang hàn ngạc nhiên bởi vì hắn chỉ biết tới cuối cùng nhưng không biết nơi này có cánh cửa phía sau cánh cửa là cái gì kết nối với âm phủ sao hắn không nắm chắc nhìn kia có người chỉ vào phía trước chỉ thấy phía dưới cánh cửa có tảng đá tỏa ra hào quang cho dù mọi người ở xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dưỡng hồn thạch tất cả mọi người có thể khẳng định đó chính là dưỡng hồn thạch. Quả nhiên, khối bảo thạch này bị âm hồn chuyển đến nơi đây. Ha ha, ta đến, có người bay tới, hắn lao về phía dưỡng hồn thạch. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, hắn vừa hành động thì có không ít người hành động, bọn họ lao về phía dưỡng hồn thạch. Lăng Hàn không hành động, bởi vì hắn cảm ứng được nguy hiểm, nguy hiểm làm lông tóc trên người hắn dựng đứng lên. Xoát, một đạo Hàn quang bay ra, sau đó người lao tới bị cắt thành hai đoạn, máu tươi và nội tạng bay tung tóe. Cái gì, rất nhiều người không thấy được hào quang là gì, chỉ thấy những người kia biến thành hai đoạt, nhưng lăng hàn nhìn thấy rõ ràng, đó là pho tượng phía dưới cánh cửa ra tay. Rõ ràng chỉ là một pho tượng đá nhưng có thể đánh ra ánh đao ác liệt, một kích đã chém 10 tên sinh đan cảnh thành hai nửa. Đó là thực lực cỡ nào, đám đông sợ hãi, bọn họ lui về phía sau. Hoàn hảo là, sau khi pho tượng đá đánh chết đám người sông lên, nó không tiếp tục chém giết, mà là lui tới vị trí ban đầu và không nhúc nhích đã xảy ra chuyện gì rất nhiều người hoảng sợ hỏi thăm qua một lúc sau bọn họ mới nghe thích vĩnh minh trầm giọng nói tượng đá là thủ vệ ở nơi này vừa rồi là một tượng đá ra tay cái gì chúng ta không nhìn thấy công kích là gì những người kia đã chết đi thực lực tranh lệch cỡ nào ah à, hát hát, chỉ sợ chân ngã cảnh cũng không mạnh như vậy hóa linh cảnh tất cả mọi người im lặng nếu như chỉ là chân ngã cảnh bọn họ sẽ dùng tới át chủ bài tuy không thể đánh bại tượng đá nhưng có thể dễ dàng trộm dưỡng hồn thạch rời đi nhưng tượng đá là hóa linh cảnh hoàn toàn không thể đùa giỡn cho dù có dùng át chủ bài bọn họ vẫn phải chết bảo vật tuy tốt nhưng không còn mạng thì làm sao hưởng dụng liên hệ gia tộc lần nữa tình huống nơi này còn vượt qua tưởng tượng của chúng ta có lẽ phía sau cánh cửa ẩn giấu bảo tàng kinh thiên không ít người hưng phấn bọn họ mở liên tiếp khí liên hệ gia tộc và tông môn nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện nơi này không thể kết nối với tinh võng. Được trở về, không chút do dự, có tượng đá hóa linh cảnh tỏa chấn, có kẻ nào dám đi lấy dưỡng hồn thạch. Hơn nữa nơi này không chỉ có một tượng đá, mà là có một đống. Mọi người liên tục quay người đi trở về, Lăng Hàn cũng rời đi, lúc rời đi hắn dùng thần ý câu thông địa mạch, vận chuyển địa khí hóa thành xúc tu nắm lấy dưỡng hồn thạch. Không có người nào nhìn thấy địa khí cầm lấy dưỡng hồn thạch tiến vào trong địa mạch, sau đó bị kéo tới dưới chân Lăng Hàn hắn hơi cúi người nhặt lấy dưỡng hồn thạch và thu vào pháp khí không gian. Đắc thủ, lăng hàn tươi cười, hắn làm tất cả một cách bí mật. Hắn đi theo mọi người rời khỏi hang động, bọn họ vừa đi được một phần ba lộ trình thì kết nối được với tinh võng, mọi người tranh thủ báo tình huống. Lăng Hàn cũng liên hệ với cửu sơn tôn giả, hắn nói những việc xảy ra tại đây. Sau khi cửu sơn tôn giả nghe thấy, hắn bảo Lăng Hàn tạm thời không nên hành động, hắn sẽ mang theo thánh khí chạy tới. Mang theo thánh khí chạy tới, sách lời này nghe thật khí phách sau khi liên hệ với nhau mọi người quay trở về lúc bọn họ nhìn sang cánh cửa đá bọn họ há hốc mồm ồ dưỡng hồn thạch đâu vừa rồi nó nằm ở đằng kia chẳng lẽ bị chó ăn tất cả mọi người phát điên tại sao dưỡng hồn thạch lại biến mất là ai ăn cướp chẳng lẽ nơi này có chân ngã cảnh có người nói trừ kia là cường giả chân ngã cảnh mới có tư cách còn sống lấy được dưỡng hồn thạch và rời đi đương nhiên nhất định hắn phải dùng át chủ bài nếu không sẽ bị hóa linh cảnh miểu sát. Mọi người nhìn nhau, bọn họ bắt đầu tìm kiếm trong đám người, người nơi dây luôn luôn có người nhận ra nhau, sau khi bài trừ từng người mới phát hiện nơi này không có người nào là chân ngã cảnh, cũng không có một hóa linh cảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn chỉ cười cười, chương 4516, Thánh Nhân tới. Đáng tiếc là, Lăng Hàn hiện tại không có nơi luyện hóa dưỡng hồn thạch. Ai, Lăng Hàn cảm thán, nếu đã đắc thủ, hắn có thể dễ dàng đột phá sinh đan hậu kỳ, không kém vài ngày như vậy lăng hàn cứ ngồi chờ đợi hai ngày sau nhóm người đầu tiên đã chạy tới đây là một cường giả cấp giáo chủ cũng không phải hắn còn trâu bò hơn tôn giả và thánh nhân mà là hắn ở gần đây nên chạy tới đầu tiên hắn vừa đến đã nhìn chằm chằm vào cánh cửa mấy ngày nay lăng hàn cũng không nhàn rỗi hắn không ngừng quan sát cánh cửa tuy cánh cửa đơn giản phía trên không có hoa văn và đồ án gì nhưng bản thân cửa đá không đơn giản nó tỏa ra khí thức cổ xưa khó nói thành lời Tên cường giả cấp giáo chủ chỉ nhìn vài lần, hắn lại tấn công cánh cửa. Tượng đá sống lại và ngăn cản tên giáo chủ, nhưng chiến lược hóa linh cảnh không là gì trong mắt giáo chủ, tên cường giả dễ dàng đánh nổ tất cả tượng đá. Hắn đẩy cửa đá, mặc cho hắn đẩy tới mức mặt đỏ tía tai, cánh cửa đá không di chuyển. Quá kinh người, cường giả giáo chủ ra tay nhưng không thể đẩy cánh cửa. Tên cường giả kia không tin ta, hắn dùng pháp lực oanh kích cánh cửa, nhưng công kích gì cũng vô dụng, cánh cửa đá đơn giản không tỏa ra uy thế kinh thiên gì, cho dù như vậy vẫn không thể phá hủy. Cánh cửa thập phần quỷ dị, bởi vì cánh cửa do đá bình thường tạo thành, tại sao nó có được phòng ngự khủng bố như vậy? Đạo tác, tên cường giả kia kích động, hắn vuốt ve cánh cửa, dáng vẻ như vuốt ve người yêu. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, chỉ có thiên địa đạo tác gia trì mới có thể làm tảng đá bình thường có lực phòng ngự nghịch thiên như vậy, dù là cường giả giáo chủ cũng không cách nào đánh thùng. Nghe tên cường giả cấp giáo chủ nói như thế, tất cả mọi người xông lên phía trước vuốt ve cửa đá, hy vọng có thể bắt đến một tia đạo tắc. Có thể tưởng tượng, cường giả bố trí cửa đá nhất định vượt qua cấp giáo chủ, bởi vậy, nếu có thể bắt đến một tia thiên địa đạo tắc, cũng có thể giúp thực lực của bọn họ gia tăng rất lớn. Đáng tiếc, không đến chân ngã cảnh không cách nào chạm đến đạo tắc, mặc người có thiên tư thông minh cũng không được. Lại qua một hồi, lục tục có cường giả đuổi tới. Lần này có tôn giả, tôn giả ra tay cũng không thể phá hủy cửa đá, mọi người vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn chẳng lẽ trong đó phong ấn bảo tàng thánh nhân sao tuyệt đối không phải nơi tương thông với âm phủ trong lịch sử không có bất kỳ ghi chép về nơi này có người quả quyết nói ra lời này được mọi người đồng ý bọn họ đã điều tra tư liệu tinh thể này chưa từng có lời đồn chiến đấu với âm hồn cho nên phong ấn cánh cửa không phải điểm kết nối với âm phủ vốn thánh nhân không thể hiện thân nhưng chuyện này có khả năng liên quan tới bảo tàng thánh cấp bởi vậy tin tức truyền càng rộng ngay cả thánh nhân cũng động tâm. Không đợi thánh nhân đến, cửu sơn tôn giả đã tới trước. Tiểu tử ngươi có mạng lớn, cửu sơn tôn giả cảm khái, trước kia hắn liên hệ với lăng hàn trên tinh võng, hắn biết nguyên nhân mất tích, tiến vào chiến thần cung còn có thể sống sót rời đi, lăng hàn là kẻ đầu tiên. Lăng hàn cười ha ha, nói, tiền bối, ngài biết rõ nơi này là nơi nào không? Cửu sơn tôn giả tiến lên quan sát một phen, sau đó quy a trở lại, nói, không đơn giản, thật sự không đơn giản. Cửu Sơn Tôn giả cảm khái một phen, hắn giải thích: "Bản Tôn đoán, cửa đá này có khả năng do thánh nhân tạo thành, thậm chí có khả năng là Tổ Vương tạo ra." "Đây là nói nhảm, Tôn giả ngươi không làm được, nơi này còn không phải do thánh nhân thì cũng là Tổ Vương tạo ra, ai mà không biết." Lăng Hàn thở ra một hơi, hắn càng chờ mong phía sau có cái gì. "Nếu không, chúng ta dùng thánh khí oanh kích đi." Hắn đề nghị, Cửu Sơn Tôn giả trợn mắt nhìn hắn, hiện tại Tôn giả tụ tập thậm chí không lâu sau sẽ có thánh nhân đuổi tới hắn là tôn giả bắc thiên vượt quá mức cao điệu sẽ bị người ta đánh chết ồ lang hàn nhìn sang phía sau hắn cảm ứng được khí tức vô cùng cường đại thánh nhân đến cửu sơn tôn giả nhẹ nói khẽ thành đế khó khăn hơn nữa mỗi thời đại chỉ xuất hiện một người cho nên mọi người chỉ lo đột phá thánh nhân người chỉ có thành tựu thánh nhân mới có thể nghĩ tới việc thành đế nhìn khắp thiên hạ hiện tại có bao nhiêu thánh nhân đối với cửu sơn tôn giả mà nói hắn không có hy vọng thành thánh, hắn chỉ nghĩ nhiều năm qua mà thôi. hiện tại nhìn thấy một thánh nhân đứng ở trước mặt mình, hắn càng kích động. có ba người xuất hiện, một người bao phủ trong đạo tác, không thấy rõ chiều cao, béo gầy thậm chí nam nữ, nhưng hắn đứng đó giống như hóa thân thiên địa, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. hơn nữa tâm thần còn rung động muốn quỳ xuống cúng bái. không cần phải nói, kẻ này nhất định là thánh nhân. phía sau hắn có một nam một nữ, nam rất trẻ tuổi nhưng cũng rất mạnh. Hắn tỏa ra nhuệ khí bức người, nữ mặc quần áo trắng, trên mặt còn mang lụa trắng che đi dung nhan. Cho dù quần áo rộng thùng thình cũng không thể che đi dáng người thướt tha của nàng, nàng hấp dẫn ánh mắt của tất cả nam nhân. A, à, chỉ trong nháy mắt, những người này kêu la thảm thiết. Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là vị thánh nhân kia ra tay. Không không không, không thể nói là ra tay, chỉ động một ý niệm trong đầu mà thôi, chỉ hơi trừng phạt bọn họ, nếu thánh nhân thật sự ra tay, chín thành người nơi này bị miểu sát. Lăng Hàn nhìn nữ tử che mặt kia, nhưng trong lòng của hắn không có chút xa lạ gì, hắn còn cảm giác đối phương quen thuộc. A, à, đúng rồi, chỉ Mộng Hàm, đế nữ. Đế tộc chưa bao giờ thiếu thánh nhân, cho nên Đông Lâm đế tộc xuất động một vị thánh nhân là việc hợp tình hợp lý. Nhưng việc này lại kinh động đế tộc, bái kiến thánh nhân, lúc này, tất cả mọi người khom người thi lễ, kể cả tôn giả cũng thế. Thánh nhân Đông Lâm đế tộc giơ tay lên, ý bảo mọi người đứng dậy, nhưng không nói một câu. Hắn đi lên phía trước, bắt đầu nghiên cứu cánh cửa đá. Ánh mắt chỉ mộng hàm nhìn chung quanh và nhìn lên người lăng hàn. Khốn kiếp, nữ nhân này nhận ra mình sao? Đúng là sợ cái gì cái đó xuất hiện, chỉ mộng hàm lại đi về phía hắn. Ân, nam tử bên cạnh kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ mộng hàm lại làm thế, nhưng hắn không có ngăn cản, hắn chỉ tươi cười như xem cuộc vui. Sau khi đi vài bước, chỉ mộng hàm đã đứng trước mặt lăng hàn. Trường 4517, đế binh phát huy. Lăng hàn thản nhiên, Hắn bây giờ là Lăng Hàn, cũng không phải là đinh nhất, tự nhiên không nhận biết vị đế nữ này. Trì Mộng Hàm cũng không có mở miệng, nàng chỉ nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài, ta có tội, ngươi tội gì? Cửu Sơn Tôn giả kinh ngạc nhìn qua, chẳng lẽ Lăng Hàn và nữ tử Đông Lâm đế tộc có quan hệ gì hay sao? Hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn dùng tên giả đi Đông Lâm đế tộc, nhưng tại sao lưu lại chứng cứ chứ? Lăng Hàn lại nói, đều tại ta, ta lớn lên quá phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích kháo, cửu sơn tôn giả suýt nữa sặc nước bọt, tiểu tử này thật to gan, dám đùa giỡn cả đế tộc. Chỉ mộng hàm cũng kinh ngạc, không nghĩ tới lăng hàn lại nói ra lời này, nàng chỉ gật đầu, sau đó nàng quay người rời đi, trong quá trình này, nàng không có nói một lời nào. Nữ nhân này nhìn ra thân phận chân thật của hắn, lăng hàn nói thầm trong lòng, đối phương đi thẳng tới không đầu không cuối là vì cái gì, nhưng nếu nàng nhìn ra cái gì, tại sao nàng không nói câu nào. A à hát hát, chẳng lẽ nó là thủ bút của tổ vương hay sao? Cửu sơn tôn giả hít khí lạnh, hắn nhìn về phương xa. Trải qua thời gian lâu như thế, nhìn thấy thánh nhân của đông lâm đế tộc vẫn còn vuốt ve cánh cửa, hắn cũng không có mở cánh cửa ra. Đây chính là thánh nhân đấy, có thể làm cho thánh nhân dẫm chân tại chỗ, chứ thủ đoạn đại đế ra còn ai khác. Ha ha, chỉ lão quái, người tới sớm như vậy. Một tiếng cười to vang lên, chỉ thấy một bóng người xuất hiện đột ngột. Đây là một lão già tóc bạc nhưng tinh thần quắc thước, trên người có trật tự thần liên như ẩn như hiện, trong mắt còn mang theo hình ảnh ngôi sao hủy diệt. Bái kiến thánh nhân." Lúc này, các tôn giả đều cúi đầu chào lão già tóc bạc. Lại là một vị thánh nhân, việc này hết sức kinh người, muốn gặp một thánh nhân còn khó hơn lên trời, hiện tại có hai người cùng xuất hiện tại đây. Thánh nhân đầu tiên quay đầu lại, hắn nhìn thánh nhân tóc bạc, nói: "Liễu Phóng, còn không mau tới hỗ trợ." "Ồ, có việc gì làm trì lão quái ngươi mất bình tĩnh thế? Thánh nhân tóc bạc ngạc nhiên, hắn không do dự đi lên phía trước. Hai người nói chuyện với nhau, đám người chung quanh ngạc nhiên. Liễu phóng, đó là toái tinh thánh nhân, trì lão quái, trì lão quái, a h h, đông lâm đế tộc lưu ly thánh nhân, trì phi hoành. Thiên, tất cả mọi người đã nhận ra thân phận của hai vị thánh nhân, người nào cũng giật mình, bởi vì đây đều là đại nhân vật. Hai gã thánh nhân đang nghiên cứu cửa đá, những người khác không dám thở mạnh, ở trước mặt thánh nhân, cho dù là tôn giả cũng không khác gì con sâu cái kiến, tranh lệch một bước như trời và đất. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, cho dù có hai thánh nhân liên thủ vẫn chậm chạp không cách nào mở cửa đá. Việc này làm nhiều người tin tưởng đây là thủ đoạn của tổ vương. Nghĩ đến nơi này có khả năng ẩn chứa tổ vương truyền thừa, tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động. Bảo vật cấp bậc đại đế, chỉ cần có thể đạt được là đủ đứng chân trong tinh không, nếu như đạt được đế binh, khi đó có thể trở thành thế lực đỉnh cấp, sẽ trở thành đế tộc. Không lâu sau, có vị thứ ba thánh nhân tiến vào. Cát cổ thánh nhân, hắn là người đưa ra yêu cầu thiên kiêu chiến, hắn tuyệt đối không ngờ, chỉ một ý niệm tùy ý của mình lại phát hiện ra mộ táng đại đế. Ba vị thánh nhân liên thủ, cuối cùng đã mở cửa đá ra. Không phải bọn họ phá giải, mà là ba vị thánh nhân cùng quay trở về đế tộc mời đế binh, từ đó liên thủ mở cửa đá. Lăng Hàn cũng nhìn thấy cái gì là đế binh, hình ảnh chúng phát huy quá kinh khủng, chỉ một kích nhẹ nhàng là có thể đánh nát ngôi sao. Đế khí của chỉ ra là cây quạt, lúc vung lên sẽ có băng kiếm vô tận bộc phát, có thể dễ dàng chém giết thánh nhân, toái tinh thánh nhân đến từ thất diệu đế tộc, tế ra đế binh chính là chuông vàng, chỉ cần lắc nhẹ là có kim long xuất thế giống như chân long. Cát cổ thánh nhân đến từ vạn lôi đế tộc, cầm đế binh là một thanh đao, lúc chém xuống tạo thành lôi đình như biển. Ba kiện đế binh không cần thánh nhân kích hoạt, sau khi chúng tới gần nhau ở mức độ nhất định sẽ tự hành sống lại, chúng làm ba thánh nhân đau đầu, chúng tỏa ra khí tức hủy diệt giống như đại đế xuất thế. Lúc đó đám người chung quanh quỳ xuống không dậy nổi, cho dù là thánh nhân xuất hiện, mọi người vẫn có thể khắc chế nổi sợ trong lòng, sẽ không quỳ xuống, nhưng hiện tại đế binh phát huy, cho dù là tôn giả cũng không tự chủ quỳ xuống. Đế binh sống lại như đại đế đích thân đến, chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Lăng Hàn. Hắn tu ra tiên cơ giống như viễn cổ tiên môn, hắn không sợ bất cứ uy áp gì, cũng không cần sợ đại đế mọi người đều bái lăng hàn đứng tại chỗ từ đó hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người người trẻ tuổi kia quá kinh người hắn có thể đối kháng đế uy trên thực tế lăng hàn vốn muốn ít xuất hiện dù sao ít xuất hiện mới có thể hại người lừa người mỗi người đều biết hắn hò hét châu bò hắn làm sao đánh cực và lừa người vấn đề là ba kiện đế binh vừa ra hỗn độn cực lôi tháp trong thức hải của hắn bị ảnh hưởng nó như muốn nhảy ra ngoài tranh hơn thua với ba kiện đế binh từ phẩm chất hỗn độn cực lôi tháp hoàn toàn không thua thậm chí bởi vì là hai chủng tài liệu tạo thành nên nó còn tốt hơn nhưng hỗn độn cực lôi tháp không phải đế binh chân chính không có tổ vương tế luyện qua nếu va chạm với đế binh nó khẳng định sẽ bại trận cho nên lăng hàn cố khống chế hỗn độn cực lôi tháp không cho nó đi ra tranh hơn thua nếu không lộ ra ngoài hắn có được đế binh hình thức ban đầu thậm chí hội sẽ dẫn tới đế tộc ra tay với hắn ba tên thánh nhân cùng nhìn sang lăng hàn bọn họ rất kinh ngạc nhưng hiện tại bọn họ không thể lãng phí thời gian trên tiểu sinh đan cảnh, bọn họ dùng đế binh oanh kích cánh cửa. Banh, băng kiếm, hỏa long, lôi hải cùng đánh vào, cánh cửa không chịu nổi. Cánh cửa mở ra, đế binh vẫn còn chìm nổi tại chỗ, còn có ba vị thánh nhân đứng đấy, hiện tại có ai dám xông vào trong. Bởi vậy, tất cả mọi người dướn cổ nhìn, lang hàn nhìn thấy phía sau cánh cửa là thế giới màu máu, mặt đất cũng như máu, trên bầu trời bị sương mù đỏ rực bao phủ trong đó ẩn chứa đại đế bí bảo sao. Đi, cát cổ thánh nhân nói ra, đỉnh đầu của hắn có có vạn lôi đao chìm nổi, nó bộc phát lôi đình vô thượng đan sen đạo tác trí cao, vạn pháp bất xâm, hắn có thể quần nhau với đế binh một trận. Lại nói, trên đời này vẫn chưa xuất hiện đại đế. Toái tinh thánh nhân, lưu ly thánh nhân đều gật đầu, ba thánh nhân cất bước tiến vào cánh cửa, tiến vào thế giới đỏ như máu kia. Trường 4518, cung điện màu máu. Ba đại thánh nhân đi phía trước, bọn họ sợ cái gì? mọi người liên tục đi theo, đi ở phía sau, có mấy người trẻ tuổi vượt lên trước, bọn họ theo thứ tự là người đông lâm đế tộc, thất diệu đế tộc và vạn lôi đế tộc, tự nhiên có thể theo sát thánh nhân nhà mình. Lang Hàn đi theo bên cạnh cửu sơn tôn giả, vị tôn giả này có một kiện đại sát khí, chỉ cần không phải lực lượng đế cấp thì hắn có thể gánh được. Bởi vì đều xuất thân từ đế tộc, mấy người trẻ tuổi phía trước tự nhiên đi cùng nhau, mà với tư cách nữ tử duy nhất, chỉ mộng hàm được các nam nhân vây quanh tuy tướng mạo của nàng không lộ ra, nhưng tinh võng đã sớm lưu truyền nàng cực kỳ xinh đẹp, có thể được xưng là mỹ nữ thứ ba trong tinh không, còn cần hoài nghi sao? Đế nữ và xinh đẹp, thân phận như vậy làm cho các nam tử của đế tộc chạy theo như vịt. Chỉ mộng hàm chỉ lãnh đạm đáp lại, nàng đối đãi mỗi người như gần như xa. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, việc này không quan hệ gì với hắn, quản chi là đế tử đế nữ. Như thế nào, ưa thích người ta? Cửu Sơn tôn giả dùng thần thức truyền âm, ánh mắt của ngươi là cái gì thế? lăng hàn cười nói người anh minh thần võ như ta cho tới bây giờ chỉ có người khác thầm thương trộm nhớ lúc này đến phiên cửu sơn tôn giả khinh bỉ hắn cảm thấy da mặt đệ tử này quá dày Ô, sương mù nơi này thật dày lăng hàn nói ra thần thức của hắn không thể dò xét quá xa cửu sơn tôn giả gật đầu đúng thế đừng nói lăng hàn thần thức của hắn cũng không kéo dài quá xa lăng hàn thử câu thông địa mạch hắn kinh ngạc phát hiện địa mạch bị chân áp khốn kiếp ngay cả địa mạch cũng có thể chấn áp lang hàn không chút nghi ngờ đây nhất định là thủ đoạn tổ vương bởi vì thánh sư chỉ có thể cải biến địa mạch chứ không thể chấn áp địa mạch nơi này là hành cung hay là mộ táng của đại đế nếu là thứ hai ha ha bọn họ từ tiện xông vào mộ táng của đại đế bọn họ còn có thể sống rời đi sao lang hàn nghĩ tới đa gia phật đây chỉ là một vị chuẩn đế mà thôi hắn đã có thể hốt gọn thánh nhân trên đời nếu đổi thành đại đế chính thức thì sao khá tốt lần này còn có thánh nhân mang theo ba kiện đế binh, có lẽ chống đỡ được. Bước đi, phía trước xuất hiện một tòa cung điện hoàn toàn xứng đôi với thế giới này, vách tường màu đỏ và tỏa ra khí thức thê lương. Đi, vào xem, ba gã thánh nhân tiến vào, có đế binh nơi tay, bọn họ cũng không cần sợ. Sau khi tiến vào cung điện, chỉ thấy 12 căn cột đá chống đỡ đại điện, trên cây cột khắc đầy phù văn, lang hàn chỉ nhìn đã có cảm giác muốn té xỉu. Đường vân nơi này tràn ngập hấp dẫn, hết lần này tới lần khác lại vô cùng phức tạp không cách nào phân tích quan sát cần hao tâm tốn sức từ đó lăng hàn mới cảm giác khó chịu giống như sắp té xỉu lăng hàn vội vàng khôi phục tâm thần hắn không dám nhìn nữa nhưng nhìn chung quanh lại có rất nhiều người ngã xuống đất chỉ có cường giả như cửu sơn tôn giả cát cổ thánh nhân mới có thể nhìn đường vân mà không bị gì tiền bối tiền bối lăng hàn kêu lên sau khi trầm trồ khen vài tiếng cửu sơn tôn giả mới hoàn hồn lại hắn hít khí lạnh nói những đường vân này đại biểu đạo tắc trí cao vô thượng là trí bảo trong trí bảo đáng tiếc ngươi không tu đạo tắc xem chỉ có hại ngươi đi ra ngoài trước bản tôn phải ở nơi này tìm hiểu nói không chừng có thể nâng cao một bước lang hàn gật đầu tốt hắn quay người đi ra ngoài có không ít người trẻ tuổi đi ra ngoài với hắn ví dụ như trì mộng hàm những người này đều là thiên tài trong thiên tài bọn họ không có trầm mê vào đạo tắc cũng không bị rút sạch tinh thần ngã xuống đất ngất mới vừa rồi còn nhiều người như vậy hiện tại chỉ còn 40 người chúng ta. Cùng xuất phát thôi, vài tên truyền nhân đế tộc nói ra, cũng không biết trong bọn họ có mấy người là đế tử. Tốt, mọi người tiếp tục đi tới, bọn họ nghe được tiếng sóng biển. Ồ, nơi này có biển cả. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tinh thể này không lớn, hiện tại bọn họ đang thâm nhập lòng đất, tại sao bên trong lại có biển cả. Bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ thấy phía trước quả nhiên xuất hiện một phiến biển cả, có sóng biển xô bờ muốn vượt biển không? Có người hỏi, trước không vượt biển, không biết trên biển có nguy hiểm gì, chờ ba vị thánh nhân đi ra rồi nói sau. Đúng, chúng ta nên di dạo gần đây. Mọi người đạt thành nhận thức chung, sau khi đi tìm chung quanh có dấu vết nào hay không, ít nhất cũng có thể suy đoán ra nơi này do tổ vương nào lưu lại. Ồ, có người kinh hô, có biến, mọi người liên tục nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa có ba bóng quỷ đang bay, sau lưng chúng có một tảng đá. Đó là đạo thạch, có người nói ra rất nhiều người mất đi hứng thú, đạo thạch A, à, tuy là tiền thông dụng trong tinh không nhưng chúng không chân quý chút nào. Chỉ mộng hàm nhìn chằm chằm một lúc, nói, đây không phải đạo thạch bình thường, mà là tự tay đại đế luyện chế. Nàng chính là đế nữ, nàng nói ra lời này có phân lượng rất nặng. Có cái gì khác nhau sao? Có người hỏi, một gã truyền nhân vạn lôi đế tộc tiếp nhận chủ đề, nói. Đại đế luyện chế đạo thạch tự nhiên ẩn chứa một tia đạo tắc do đại đế nắm giữ, đối với thánh nhân mà nói đây là trí bảo hiếm có. Hiển nhiên hắn cố ý biểu hiện trước mặt trì mộng hàm, lúc này mới cướp trả lời, nói xong còn cố ý nhìn trì mộng hàm. Tất cả mọi người hưng phấn, bảo vật ngay cả thánh nhân cũng động tâm, bọn họ có thể đổi được bao nhiêu tài nguyên. Hàng yêu trừ ma, đây là nghĩa của của bần tăng, tiểu tăng sẽ ra tay thay mọi người. Thích vĩnh minh lao ra đầu tiên, hắn sắp bước vào chân ngã cảnh, là lúc đang cần bảo vật giúp hắn tiến nhanh hơn, gia tăng chiến lược mạnh hơn. Phật tử, ta giúp đỡ ngươi, lại có người cướp ra tay. Bảo vật như thế ngay cả đế tộc cũng động tâm, dù sao khi tổ vương gia tộc mình hóa đạo, loại đạo thạch này dùng một khối sẽ ít đi một khối. Lúc này có mười mấy người tranh đoạt, bọn họ xông lên phía trước. Ba bóng quỷ kia bồng bình trên không trung, nhưng thời điểm mọi người tiếp cận trước mặt, chúng lập tức triển khai công kích, một tiếng giết đâm thẳng vào thức hải mỗi người, giống như muốn phá tan thức hải. Simi võng lượng, còn không lui tán, thích vĩnh ninh hét lớn một tiếng, hắn là Phật tử, có thể dễ dàng chấn áp âm hồn. Bành, một đầu âm hồn ra tay, cánh tay của nó chỉ dài hơn hai thước, lúc công kích lại kéo dài vô tận, nặng nề đánh vào ngực thích vĩnh minh, cũng đánh hắn bay ra ngoài. Thật mạnh, đây là âm hồn cấp bậc chân ngã cảnh. chương 4519, Đạo Thạch Đế cấp. Chân ngã cảnh, cho dù những người này là thiên kiêu đương đại, thậm chí không ít người là truyền nhân đế tộc, hiện tại tranh lệch một đại cảnh giới, bọn họ bất lực. Cho dù là bọn họ, chống lại âm hồn cấp bậc này cũng có khả năng bị giết chủ yếu là âm hồn quá đặc thù không có thật thể không bị bí lực gây thương tích chỉ có thể thông qua năng lượng tầng thứ cao đả kích việc này không thể nghi ngờ đã xóa bỏ rất nhiều ưu thế của bọn họ bọn họ không mạnh hơn thiên tài bình thường bao nhiêu mấy truyền nhân đế tộc cẩn thận tiến lên nhưng bọn họ nhanh chóng lui lại vẻ mặt tái nhợt âm hồn thật đáng sợ chúng muốn xâm chiếm thức hải của bọn họ đoạt thân thể bọn họ đây là cảnh giới tranh lệch nhất là cường độ linh hồn không gánh nổi. Làm sao bây giờ, đây chính là đạo thạch đế cấp đấy. Huyết vân đạo thạch, đó là huyết vân đạo thạch, là một trong các đạo thạch đỉnh cấp nhất. Có người hai mắt sáng lên, hận không thể xông lên đoạt đạo thạch, nhưng hắn lại áp chế tham lam. Nói nhảm, đại đế luyện chế đạo thạch đương nhiên là cấp bậc đỉnh tiêm. Mọi người không kẻ nào không biết đạo thạch chân quý, nhưng có ba tâm hồ nôn cấp bậc chân ngã cảnh tỏa chấn, bọn họ làm sao lấy được. Chẳng lẽ, phải đợi những đại lão rời khỏi cung điện hay sao? Nhưng kể từ đó, huyết vân đạo thạch chính là của bọn họ, đạo thạch đế cấp đấy, là hứ thánh nhân cũng động tâm. Tất cả mọi người vào đầu bước tai, không ai muốn buông ta, cũng không ai có thể lấy được. Lăng huynh, ngươi không đi thử xem, đột nhiên chỉ mộng hàm mở miệng nói với Lăng Hàn, ồ, ngươi có ý gì? Ha ha, không đợi Lăng Hàn trả lời, lại có người cười lớn, nói. Hắn, chỉ là sinh đan trung kỳ, chỉ tiên tử chờ mong hắn rất cao nha. Lăng Hàn nhìn về phía người nọ, ta có được hay không, liên quan gì tới ngươi, ngươi muốn đè ta xuống, ta khách khí với ngươi làm gì. Người nọ giận dữ, dân đen thật cuồng, dám vô lễ với đế tộc, hắn tên là Liễu Giật Minh, chính là người của thất diệu đế tộc, tuy không phải đế tử nhưng địa vị cũng không thấp, miễn cưỡng có thể tính toán là đế tử dự khuyết, là chuẩn đế tử, thiên phú và tư chất không kém. Đế tộc cao cao tại thượng, đừng nói đế tử, cho dù là chuẩn đế tử cũng có mắt trên đỉnh đầu, từ việc hắn gọi thẳng Lăng Hàn là dân đen thì có thể thấy được, hắn rất có hứng thú với Trì Mộng Hàm, trên đường đi liên tục nịnh nọt Trì Mộng Hàm, tìm kiếm các loại chủ đề, Trì Mộng Hàm lại thản nhiên, rõ ràng thập phần khách khí nhưng lại cực tuyệt hắn ngoài ngàn dặm. Như thế cũng bỏ đi, hiện tại Trì Mộng Hàm chủ động nói chuyện với Lăng Hàn, hắn không chịu được. Dựa vào cái gì, ta xuất thân đế tộc còn kém dân đen hay sao? Trong mắt đế tộc, cho dù xuất thân thánh địa cũng là dân đen, muốn bọn họ đặt vào mắt ít nhất cũng phải là cao thủ giáo chủ, tôn giả, mà thánh nhân sẽ là khách quý của đế tộc. Còn Lăng Hàn, cái gì cũng không phải, Lăng Hàn không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía chỉ mộng hàm, nói. Vì sao chỉ tiên tử cảm thấy ta sẽ đi, không thử thử làm sao biết, chỉ mộng hàm nói ra, thấy Lăng Hàn không nhìn mình, liễu giật mình càng tức giận, hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nhưng nghĩ lại, hắn không thể mất phong độ trước mặt chỉ mộng hàm, hắn áp chế tức giận, dùng giọng điệu khinh thường nói ta đánh cược với ngươi, ngươi tuyệt đối không có khả năng thành công. Tất cả mọi người đứng xem náo nhiệt, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, bọn họ hoàn toàn không vội. Đánh cuộc, Lăng Hàn nói, tốt, đánh cuộc gì? Liễu giật mình sững sờ, hắn nói là đánh cuộc, kỳ thật chỉ cường điệu mà thôi, cũng không thật muốn đánh cược với Lăng Hàn, hắn nói. Chính là dân đen, cũng xứng đánh cuộc với ta. Lăng Hàn ảo não, ra hỏa này mở miệng là dân đen, hắn cực kỳ khó chịu. Hắn lấy ra 10 gốc đại dược, nói, đánh bạc không nổi sao. Trước kia hắn và đại hắc cầu liên hợp lừa người, lúc đó lấy được không ít đại dược, tự nhiên không có khả năng ăn sạch, cho nên vẫn có lưu lại. Mười gốc đại dược xuất hiện, chúng tỏa ra mùi thuốc nhẹ nhẹ làm người ta sảng khoái tâm thần. Liễu giật mình khẽ giật mình, không nghĩ tới lăng hàn tài đại khí thô như vậy. Không phải tặng tiền cho hắn sao? Người một sinh đan trung kỳ muốn đánh cướp huyết vân đạo thạch trong tay ba đầu âm hồn chân ngã cảnh. Ha ha, đây không phải chuyện đầm rồng hang hổ sao? hắn thắng chắc rồi, tốt, hắn cũng sờ không gian pháp khí, ngay sau đó hắn xấu hổ, hắn chỉ mò ra hai gốc đại dược. Đường đường chuẩn đế tử, gia sản lại không bằng một dân đen, liễu giật minh vô cùng xấu hổ. Hắn lập tức dùng thần thức truyền âm mượn của các đế tộc chung quanh, hứa hẹn mượn một trả hai. Những đế tộc kia cũng động tâm, bởi vì thấy thế nào lăng hàn cũng thua, vừa vặn nhân cơ hội kiếm lời một ít. Bởi vậy, liễu giật minh nhanh chóng gom được 10 gốc đại dược. Chỉ thiên tử, người tới làm người bảo đảm, đảm bảo tiền đặt cược. Lăng Hàn quay người giao 10 gốc đại dược cho Trì Mộng Hàm. Tốt, Trì Mộng Hàm gật đầu, Liễu Giật Minh cũng tin tưởng nhân phẩm của Trì Mộng Hàm, người ta chính là đế nữ, làm sao có thể tham ô trước mặt mọi người. Vì vậy, hai người gốc đại dược giao vào trong tay Trì Mộng Hàm. Dân đen, bắt đầu đi, Liễu Giật Minh lạnh lùng nói ra, ta khuyên người hút thở nhiều một chút, bởi vì người có khả năng đi đời nhà ma. Lăng Hàn không nói gì, hắn sẽ cho ra hỏa này biến cái gì gọi là vẻ mặt. Thích Vĩnh Minh cũng thập phần chờ mong, hắn không làm gì được Lăng Hàn, hơn nữa còn hận Lăng Hàn thấu xương, mà lần này chính là cơ hội tốt, nếu Lăng Hàn bị âm hồn xâm chiếm thức hải, thiên tài yêu nghiệt sẽ biến mất vĩnh viễn. Chết đi, đi chết nhanh lên, như thế nào dân đen, sợ, thấy Lăng Hàn chậm chạp không có đi về phía trước, Liễu Giật Minh bắt đầu trào phúng. Lăng Hàn quay đầu, chúng ta lại đánh cược lần nữa, nếu như ta thắng, ngươi sẽ quỳ trên mặt đất tát mình 10 cái, hồ ba lần ta là phế vật miệng thối liễu giật minh giận tím mặt dân đen lớn mật tốt thành toàn ngươi hắn lành lạnh nói ra nếu ngươi may mắn không chết ta sẽ đích thân xé ngươi thành mảnh nhỏ Lăng hàn cười ha ha hắn nhanh chóng tiến lên đối mặt với ba âm hồn biểu hiện của ba âm hồn rất cổ quái trước kia nhìn thấy âm hồn phụ thể lên chiến giáp rất hung ác ba đầu âm hồn này lại thủ vệ huyết vân đạo thạch hắn muốn biết âm hồn này có gì khác với âm hồn khác trong đó có cổ quái gì vừa nghĩ hắn tiếp cận ba đầu âm hồn lập tức ba đầu âm hồn gào thét sau đó tấn công lăng hàn lăng hàn cười nhạt hắn ở âm phủ giết qua âm hồn hóa linh cảnh luận cường độ linh hồn hắn cần sợ sao tiếng gào công kích tinh thần ập tới lăng hàn đứng vững như bàn thạch ha ha các ngươi còn kém một chút lăng hàn đấm ra hai quyền